đó là đồng nào đó nhớ sinh nhật sinh đại đấy năm mươi thôi để cổ xuất ra mấy cái bài không nắm nghe được ra trước to vậy không được ra được đã về luyện Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ngoài từ nama rupa danh tâm tính và sắc thân đó, hay là bốn pháp paramattha ra đó, là những cái trên thế gian đều là chế định hết. Chế định là cái chỗ nào đông thì nó đúng, đông người thực hiện theo thì nó đúng. Cho nên mình niệm Nam Mô Tassa Bhagavato ở đây được, còn ở chỗ khác họ tùng niệm cái gì niệm, mình đến họ đông là mình phải theo họ thôi. Chứ đừng có nói đúng hay sai, tốt xấu gì cả. Cái nào đông là họ đúng và mình phải theo. Phải không? Vì chế định á, chế định chỗ nào đông mọi người cùng chấp nhận thì đương nhiên mình phải theo bên họ thôi. Tức là mình là người giỏi thì cái gì mình phải biết, biết cách thức để mà khi mình đến với họ. Không phải là thường thường các cái tổng thống nguyên thủ quốc gia đi nước nào họ tập những cái văn hóa truyền thống của nước đó đúng không? Thì họ tập trước đến nội ký kết bắt tay sao, chào hỏi hay sao, họ làm như vậy thì mình cũng vậy. Nếu mình muốn đi đâu đó mình phải tập, phải học cho biết, chứ đừng có phán xét làm gì. Vì cái đó chỉ là gì? Người ta chế định quy ước với nhau thôi. Phần đông chấp nhận là đúng. Còn mình không muốn làm theo họ đừng có đến. Vậy thôi. Những cái gì sư dạy đây là để mọi người, thực ra pháp của Đức Phật nói rồi, ekayano, thực một mình, đi một mình, làm một mình. Còn kinh nghĩa gì hôm trước chưa nói nữa, quên rồi. Thì sau khi mọi người itipi sobhagava đọc hết lễ ân Đức Phật rồi học. Itipi Itipi so bhagava arahang samma sambuddho veca carana sampanno sugato loka idu anuttaro purisa dhamma sarati sata deva mahi
sa nang bồ đô va ra wa. À, đó là chín ân đức Phật số Bhagava Itipi, xong rồi Arahant, xong rồi số Bhagava Itipi Samma Sambuddho cũng đã học qua rồi. Hôm nay số Bhagava Itipi Vicca Charana Sampanno, thực ra những cái ân đức Phật sau thì mình cũng cần phải dịch cứ để vậy thôi. À, số Bhagava là Đức Thế Tôn hay Đức Phật mà tôi đang đảnh lễ quy y, nương theo đây đó, nương nhờ đây đó. Itipi là bởi vì Ngài là bậc có tam minh, bát minh và 15 đức hạnh tròn đủ. Cho nên Ngài có cái ân đức là gì? Vicca Charana Sampanna. À, ví dụ như vậy, đó là nói qua vậy thôi. Bây giờ bắt đầu mới học. À, Vicca Charana Sampanno. À, Vicca thường thường hay dịch là tam minh hoặc là bát minh, tám minh đó, ba minh hoặc là tám minh. Chữ minh ở Việt Nam mình nghĩa là sao nhỉ? Chữ Vicca này nó ở bên nói sao đi? Charana là 15 cái sự thực hành, hay 15 cái phương tiện gì đó. 15 sự thực hành tuần tự được, hay 15 cái phương tiện để mà đạt đến tam minh. Sampanno là tròn đủ. Perfect đó. Sampanno tiếng Anh là perfect đó. Perfect phải là tròn không? Đầy đủ á? Đầy đủ. Hả? Hoàn hảo. Tức là hơn. Những người khác cũng có là tam minh, rồi đức hạnh, nhưng mà không hoàn hảo, không đầy đủ. Còn Đức Phật là gì? Đầy đủ. Đầy đủ như thế nào thì sẽ nói. Chữ Vicca này đó, bên Ấn Độ bây giờ vẫn còn dùng. Chữ Vicca này có nghĩa là trình độ hay là sở học. Trình độ hay sở học giống như là, hoặc là tên trường, cái trường học gọi là cái chương trình phổ thông rồi, hay là đại học họ cũng gọi là Vicca. Vicca giống như Vicca là dạ, là trường các trường trung học gì đó, rồi Maha Vicca là trường cao đẳng rồi gì đó, rồi đại học rồi cũng Vicca. Và trước khi mà Đức Phật, còn đối Đức Phật Vicca với Charana này đối với Phật giáo là phải đi đôi với nhau, tức là cái Vicca này không phải do học hay do nghe mà có, mà phải gì, do gì? Charana, do thực hành mà có. Thì đó là cái nghĩa thứ nhất, là muốn mà có Vicca thì phải thực hành, chứ còn học không, hay là học vẹt, hay là đọc rồi đọc lại, như vậy thì không gọi là Vicca. Và thứ hai nữa đó, cái biết về cái sự thực hành phải tương đồng nhau. Bởi vì mình thực hành mà mình không biết thì sự thực hành nó sai lệch, nó sẽ bị sai lạc. Mà biết mà không hành được thì cái biết đó cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Cho nên hai cái này phải song song bổ sung, rồi gọi là làm cho trong sạch lẫn nhau, cũng như vậy. Có hai cái cách để hiểu như vậy. Và đối với Đức Phật là Sampanno, là hoàn hảo, tròn đủ. Bởi vì ngoài Đức Phật ra, các bậc thánh A-la-hán cũng là gì? Cũng là tam minh và 15 hạnh, nhưng mà không có tròn đủ. Nói về Vicca đó, mình đây dịch là minh thì không biết là minh là thông minh đó hả? Hay là minh mẫn đó? Trong cái nghĩa đó là sáng suốt, sáng suốt. Nhưng mà bên Ấn Độ cái từ này là họ đã dùng trước khi Đức Phật ra đời rồi, nhất là trong Bà La Môn họ có tam minh, nhưng mà tam minh của họ là do học ra. Ví dụ họ có bên Bà La Môn họ có ba cái bộ Veda, đúng không? Ba cái bộ Veda, thì ba cái bộ Veda người nào mà học thuộc thông suốt ba bộ này họ gọi là Tevicca, Tevicho là bậc tam minh, họ gọi là bậc tam minh. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời rồi, Ngài dạy lại về, Ngài định nghĩa lại về cái tam minh này thì nó khác rồi, khác rồi. Cho nên nhiều kinh á, Đức Phật nói là tam minh trong Phật giáo á, không phải là giống như mấy ông tam minh của mấy ông chỉ học đọc theo giống như vẹt đâu. Bên này đọc đi rồi bên kia đọc lại rồi ghi nhớ thì cái đó gọi là tam minh.
Còn trong Phật giáo là gì? Tam minh của Đức Phật là phải phải thực hành, phải hành nó mới ra được. Cho nên cái môn Vichà học ngày xưa đó, những cái môn học ngày xưa, những môn Vichà là giống như là học rồi dạy lại đó. Cho nên cái môn này hôm trước mình gọi là Bahu Satcha, đúng không? Hôm qua đó Bahu Satcha, chứ không phải là môn Sipa. Sipa là phải, Sipa là cứ theo cái cách đó mà làm. Còn cái Vichà này có khi sinh ra là họ đã thành đồng rồi, tự biết rồi. Có khi không cần học nó cũng cũng được. Có khi học nhưng mà không hẳn là đã được. Cho nên là Vichà là về cho mình gọi là thông minh đó, đúng không? Thông minh là không cần học cũng biết được. Còn về những cái môn mà tay chân đó, thì gì? Mình phải theo đó mình làm nó mới được. Cho nên cái môn Vichà này đó, khi Đức Phật chưa ra đời đó, thì họ đã có là Tê Vichà, Tam Minh rồi. Cho nên khi Đức Phật ra đời đó, định nghĩa lại, nhất là về vô ngã này, rồi về Tam Minh này, là khi người những người Bà La Môn, những cái ông mà giáo sư Bà La Môn mà không không đến học với Phật là họ không thích, không thích Đức Phật. Đức Phật còn chê bai họ, nói như họ lắm. Đức Phật còn chê bai họ nữa. Chê bai nói mấy ông chỉ đọc đi rồi đọc lại cho thuộc rồi gọi là Tam Minh, là chẳng khác nào con vẹt mà xứng Tam Minh được. Cho nên từ đó là họ không thích. Cho nên giáo pháp Theravada, giáo pháp của Đức Phật là gì? Ở bên kia là diệt sớm là vì vậy. Bởi vì khi Đức Phật niết bàn cái là các vị vua tin theo Bà La Môn để cúng tế đó, thì tự nhiên là họ dẹp luôn, Phật giáo không còn lâu dài. Nhiều bài kinh lắm, nhiều bài kinh Đức Phật nói kiểu nói ngay đời mình gọi là chê bai, chê bai Bà La Môn rất là mạnh, bởi vì hiểu sai đó, sai lệch đó. Khi Tam Minh trong Phật giáo là gì? Đó là nói ngắn gọn nó có ba chữ thôi: Pu, Di, A. Cái chữ này hay nhớ lắm. Pu, Di, A. Cái quạt của mấy ngài Tam Tạng hay có cái chữ này, nhưng mà đều họ viết tiếng Miến cho mình đọc không ra. Ngắn gọn Tam Minh định. Tam Minh có Pu, Di, A. Đó là tắt, rất tắt của Tam Minh. Pu là Pubbeniwata. Pubbeniwasa Vichà. Một đúng không? Tam. Pu là viết tắt của Pubbeniwasa Nutsati đó. Nhớ lại nè, biết Phúc bế là trước đây, Ni Hòa Sa là sống, là kiếp sống trước. Thì ai biết là sau khi Đức Bồ Tát chiến thắng Ma Vương và phát nguyện ngồi đó, thì cân đầu đếm là Đức Phật chứng gì? Chứng này gọi là Phúc bế Ni Hòa Sa, tiếng Tàu dịch là Túc Mạng Minh gì đó. Hả? Không biết, gọi là búp bê là trước, kiếp trước. Ni Hòa Xá là sống, có nghĩa là biết kiếp trước sống ở đâu, thân như thế nào. Đọc truyền tiền thân thì biết, có vợ con ra sao, đời sống của người đó, đời trước nó như thế nào, gọi là búp bê Ni Hòa Xá. Và Sampanno là gì? Đức Phật biết là không giới hạn, không giới hạn. Còn những bậc khác biết thì giới hạn. Giống như là Ngài Sariputta chỉ biết được một A Tăng Ký và 100.000 đại kiếp thôi. Hơn nữa là không tới, nó tối, nên ngang đó là tối. Còn Đức Phật là gì? Sampanno là không có giới hạn, muốn biết bao nhiêu là biết bấy nhiêu. Thì hôm trước mình học cả hai cái trí tuệ đó, đúng không? Gì đó, Arahant, nhất là Samma Sambuddho, biết bao nhiêu thì biết. Còn bên này là Đức Phật thì biết bao nhiêu. Còn ở đời đó, cái người mà không trong Phật giáo, bởi vì họ là chỉ tin vào linh hồn, không biết về vô ngã, tức là không phân biệt được nama rupa giữa tâm và sắc á, thì họ chỉ biết được tối đa là 40.000 đại kiếp thôi. Qua hơn nữa là không. Còn trong Phật giáo, cái người mà biết thấp nhất là 100.000 đại kiếp. Đại kiếp trái đất á, họ biết chỉ 40.000 thôi. Cho nên họ nói ngang đó là hết rồi, trên đó là không còn nữa. Nhưng mà biết không phải là biết giống như 10 ngày nhập vào trong mình là nói tùm lum búa xua vậy đâu. Có khi nào đi câu cơ, đi đồng bóng chưa? Có người họ biết kiếp trước đúng không?
Nhưng mà nói tùm lum búa xua không biết sao. Còn bên Đức Phật là Vichcha, là Minh, là thấy, là biết rõ, rõ ràng đã từng sống với đâu, vợ con như thế nào. Nói chung là muốn biết ai là biết, muốn biết thời kỳ nào là biết, biết rõ ràng, như giống như ngày hôm qua mình biết vậy đó. Hôm qua mình ăn ở đâu, làm gì biết không? Quên rồi á. Con nên là biết rõ như vậy. Biết rõ như vậy gọi là búp bê ni ni hòa sao. Ở đây là cái cân đầu đêm. Cái này là do năng lực của thiền định thôi. Tức là người đời họ có thể đạt được, nhưng mà đạt được có giới hạn, không sampanno, không có perfect, đúng không? Còn Đức Phật là đạt được sampanno. Cho nên do năng lực thiền định, cho nên ngoài Phật giáo cũng biết, mà trong Phật giáo cũng biết. Và ngoài Phật giáo họ biết thì có giới hạn, bởi vì không phân biệt được, không đi theo được cái lai của nó, cái lai mà lai về nama rupa đó, cái dòng sinh diệt của tâm đó. Mình càng vi tế bao nhiêu thì nó càng đi sâu được bấy nhiêu. Còn vì mà chấp vào linh hồn, chấp vào ngã rồi thì nó chỉ giới hạn trong chừng đó thôi. Thì Đức Phật chỉ rõ ra như vậy. Rồi cái đếm cân giữa đêm, đầu đêm là từ 6 giờ đến 10 giờ đó, trong giờ đó đó, thì Đức Phật chứng đắc cái Upeniwasa là gì? Gọi là cái trí tuệ, cái sự thông minh mà thấy biết được đời trước mình sống ở đâu, làm gì, túc mạng là sao? Túc là đầy đủ, mạng sống đầy đủ quá. Đúng rồi, là tiền gì đó chứ. Hai là Dibba Chakhu. Dibba là chư thiên, Chakhu là mắt, mắt sáng giống như chư thiên. Vichcha là cái minh thứ hai, là minh thiên nhãn á, giống như thiên nhãn, cái mắt sáng giống mắt chư thiên. Dibba là chư thiên á, Diva đó, đi mình gọi là gì à? Deva đó, Deva ở đây qua đây là Dibba. Chữ bên đó chữ bờ với chữ vờ nó giống nhau, Pali là hai đổi nhau, hai đổi thành nhau. Dibba Chakhu là thiên nhãn, mắt giống như mắt ở chư thiên. Còn mắt của mình là tùy theo, không phải ai nhìn thấy giống nhau, đúng không? Mọi người có khi nào đi ra giữa khoảng trống nhìn bầu trời, mình đi theo bầu trời, đi theo đó không? Mình đây mình nhìn thấy đầu cái vòng, mình bước tới nó cứ đi tới đoạn, mình bước tới tới đoạn bao giờ thấy chưa? Không ra ngoài khoảng trống, ở trong thành phố thì không thấy đâu. Khi nào mọi người đi ra giữa cái đồng trống là mình đi là thấy chân trời nó cứ đi xa dần mình ra. Và chân trời nó biết đi à? Mấy người ở sông gần bên để sông Hồng chắc hay thấy. Là bởi vì cái tầm nhìn của mình là ngang cái màu xanh đó, là nó giới hạn ngang đó, chứ không phải là bầu trời chỉ ngang đó. Cho nên khi đi đâu mình cũng là trung tâm của bầu trời hết á. Là do cái gì? Do tầm mắt của mình nó chỉ ngang đó thôi. Mình đi bước tới thì tầm mắt của mình nó tới thêm được gan rồi, thì bầu trời nó dịch lui cho mình gan nữa. Đó là do gì? Do con mắt của mình nó chỉ có chừng đó. Có người nhìn được vài cây số, muốn nhìn hơn nữa cũng không được. Còn con mắt của Đức Phật, cái cân giữa đêm do thiền định đó, thì thân giới chư thiên, có nghĩa là nhìn nó không bị giới hạn, thứ hai là không bị che khuất, không tường, nó không chuyển, là bình thường, nhìn xuyên thấu được. Nhưng muốn nhìn được thì phải có gì? Con mắt bình thường của mình muốn nhìn được là gì? Phải có ánh sáng. Không có ánh sáng cũng không nhìn được. Mắt chư thiên vậy thôi, không phải là trong bóng tối nhìn thấy. Thấy là tường không giới hạn được, nhưng mà phải có ánh sáng mới thấy. Tức là không phải là mắt siêu nhiên, nó vẫn là mắt tự nhiên, nhưng mà vượt qua bình thường. Siêu bình thường nhưng không phải siêu nhiên nghe, gọi là siêu bình thường. Siêu nhiên thì đương nhiên phải thấy trong tối chứ. Không, muốn thấy trong tối thì phải là gì? Phải đưa ánh sáng đến đã mới thấy được. Nhưng mà họ giới hạn thì không. Không có giới hạn. Hai là không có gì che được. Mình che là bởi vì đối với con mắt thịt của mình nhìn bức tường là nó che thôi. Còn con mắt chư thiên thì nhìn xuyên luôn. Nhưng mà bên kia bóng tối thì chịu. Phải ánh sáng. Và đối với Đức Phật thì gì? Không có giới hạn. Hình như cái này chia hai ra là thấy được mắt sáng đến nội là thấy chúng sinh đi theo con đường này sẽ rơi vào bốn cõi khổ. Tức là vì lai kiến minh gì đó. Thấy cái người này, vì con mắt này thành nó phải mắt thịt, gọi là minh rồi, biết rõ rồi. Cho nên là biết chúng sinh này là sẽ rơi vào cõi khổ như thế nào. Rồi biết cái người này tạo nghiệp sẽ cho quả báo như thế nào.
gọi là vì lai kiến minh gì đó, rồi sinh tử minh gì đó, cái này chia hai đọc. Rồi còn gì nữa? 10 giờ 4 tiếng đến 2 giờ sáng, à 2 giờ sáng, trong khoảng đó thì không biết chứng giờ nào, nhưng mà trong khoảng đó gọi là canh canh giữa đêm, à, canh giữa đêm à. Đến 2 giờ sáng à. Thì mình tưởng biết cái đó bên nói chia sao, nhưng trong Phật giáo là cứ một đêm vậy có chia ra 3 canh, à, canh đầu từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng là chia ra 3 canh, canh đầu đêm, canh giữa đêm. Canh giữa đêm là thường giống Đức Phật khi mà ngài thành Phật rồi, canh đầu đêm là ngài thuyết pháp đến Phật tử, à, canh giữa đêm là Đức Phật thuyết pháp đến chư tăng, à, rồi canh cuối đêm là đầu đầu Đức Phật thuyết đến chư thiên, xong rồi ngài đi nằm nghỉ 2 tiếng rồi ngài dậy ngài quán. Canh giữa đêm ngài chia ra 3 thời. Chia thành 3 thời là 3 thời phải không? 3 thời hay 4, có mấy tiếng? 4 tiếng à? Một canh có 4 tiếng à? Nhưng làm sao để ngày đầu tiên ngày ngủ 2 tiếng á? À? Chia sao cho đúng à? Nhưng xưa cứ 2 tiếng bây giờ. Rồi xem lại đó. Nhưng mà 3 canh thì là 12 tiếng. Một canh như vậy là 4 tiếng. À. Nhớ là ngày từ 2 giờ đến 4 giờ là ngày nằm nghỉ. 2 tiếng, bắt đầu từ 4 giờ dậy rồi đi 6 giờ là ngài quán. Ngài quán hoặc là ngài đi tế độ xong rồi 6 về bắt đầu ngài mới dậy mới ấy rồi giáo huấn rồi đi bát. À, chuẩn bị đi bát là cứ như vậy. Rồi 3 là canh cuối đêm thì Asawa. Asawa khaya. À, có khả giả không biết nữa. Để xem. Rồi, à, sơ vắc khả giả. Úp bê ni quà ta nhà nạ là quý trả. À, đây là, cái này là, à, sơ vắc là, không còn cái sự, à, tiếng Tàu gọi là lầu tần minh hả? Hả? Đúng không? Lầu trong cái nghĩa là chạy dị đó. Cái từ đó cũng hay đó, nhưng mà không biết Việt Nam mình nó khó hiểu quá. Khai dạ này là hết, là tần là đúng rồi. Hết. À, nó gọi là không còn những cái pháp mà gọi là gì vậy? Phiền não thì đúng không? Cái này phiền não, nhưng mà phiền não gọi là cái này cũng phải là ngũ ngầm, mà cái này gọi là anusaya mới ngủ ngầm, cái này gọi là lầu hoặc đó, gọi là nó chạy rỉ, nó cứ dọt từ cõi người đến cõi trời, đi đâu nó cũng chạy theo được. À. Ví dụ như thế này cho dễ hiểu, không biết cái sao là, thì lát nữa bên kia cũng có nói, nhưng mà ví dụ mắt mình mở ra, mình nhìn thấy cảnh đúng không, nhìn thấy cái gì đó, thì mình nhìn thấy không bao giờ nó phải có bám theo tham hoặc là sân hoặc là si, hoặc là gì, à, hoặc là tham, hoặc là thấy sai chấp lầm, đúng không? Hoặc là si mê trong đó, ba cái đó nó sẽ ba pháp đó thôi, ba pháp đó nó chạy theo như vậy thì gọi là asawa, asawa tức là ngài pháp gì là trầm luân hả? Trầm luân đó, nó trôi đó, trôi chạy đó, nó trôi chạy đó, à, trôi chạy đó, nusaya là ngủ ngầm. Asawa là trầm luân, như vậy đó, nó làm cho mình trôi chạy vậy đó, nó cứ trôi lăn đó, à, các cái pháp. Thì lên đây á, thì thiền định không có còn nữa, đây là à, ngài thực hành à, thiền tuệ, thì mới chứng được cái này là căn cuối đêm. À, là đối với Đức Phật thì diệt hết à, những cái pháp này đến không còn một cái chút dư sót nào. Hôm trước mình học cái ấn đức gì à, A-ra-hăng là biết rồi đúng không? À, A-ra-hăng là nhờ cái trí tuệ A-ra-hăng thánh đạo tuệ này diệt một lần và diệt tận các cái à, tiền phiền tật, các cái thói hư tật xấu đều diệt hết, à, phiền não cũng diệt mà thói hư tật xấu à, cũng diệt. Asawa khaya à, thì đó gọi là ba cái này đó, ba cái trí tuệ này đó, ba cái minh này đó, vichà này đó. À, thì do gì thực à, có được là do thực hành à, charana à, cho nên sau đó thì tiếp là
charana, chứ không phải là còn cái triển khai ra thành tám minh cho biết liệu không? Muốn biết luôn á? Rồi tám minh là được rồi, không cần phải biết tám đâu, nhưng mà muốn biết thì biết. Bên này ba rồi đúng không? Còn là bốn nữa. Vipassana. Vipassana là có chữ nhà na nữa, tuệ nữa. Vipassana, những cái này có thêm chữ nhà na nữa thì hay á. Hai cái này gọi là Yatha Bhuta này. Còn cái này là Arahant này. Vichara. Vipassana, Nhana là trí tuệ gì? Thiền. Thiền tuệ, thiền quán. Thiền tuệ minh. Trí tuệ, thiền tuệ minh hay gì đó. Dibba Sota Thiên nhĩ. Có ai nghe giống như là Dibba Sota Seto Pari. Biết được tâm người khác đó. Không, cái này là nghe đó nghe. Còn cái Seto Pari gì đấy? Seto Pariya. Seto Pariya. Cheta là tâm. Para là người khác. Biết được tâm của người khác. Gọi là gì? Tha tâm minh hả? Đúng không? Tha tâm minh rồi. Hả? Cái này là thiên nhĩ, giống lỗ tai của chư thiên, nghe được những cái âm thanh dù là vi tế nhỏ thì ngài cũng thấy được, nghe được. Còn bên là thấy được, bên này nghe được. Ngày xưa thời nay hòn phát triển tivi là cũng nhờ hai cái thông này thôi. Chỉ có mắt với tai, gọi là không có thiên nhãn, thiên nhĩ mới có thiên tị. Mũi người xa không được. Chỉ có hai cái thôi đúng không? Bây giờ mình mà gọi điện thoại xem tivi cũng được hai cái. Cái mũi trong tivi làm sao người được? Phải không? Chỉ có mắt với tai thôi, thiên nhãn, thiên nhĩ thôi. Hai người đó. Bảy là ít đi vi đạ. Cái sáu là biết được tâm người khác. Iddhi Vida là ngộ không đó, tôn ngộ không á. Một biến thân, thân nhiều, nhiều biến thân một thân nó được đó, cái đó gọi là không phải Iddhi Vida là có thể là đồn thổ, chứ đó đi trên mây trên gió ngộ không đúng không? Iddhi Vida. Đi cưỡi mây cưỡi gió, mình bây giờ có tiền là cưỡi được. Không cần phải, không cần. Số 4 á. Thiền tuệ, trí tuệ, thiền tuệ minh. Nó dịch cho đầy đủ. Mano Majiddhi. Iddhi Vida đúng chưa? Iddhi Vida đúng rồi. Mano Majiddhi. Mano Maya Iddhi. Ít đi là thần thông đấy. Cái chữ ít đi là thần thông đó. Ở đời thần thông này có hai cái. Đó là gì? Đi mây về gió. Và cái thần thông thứ hai là mano maya, là theo ý mình. Tức là một biến thành, thành 100, 1000 được. Ít đi, mano maya là theo tâm. Ít đi là cái thần thông mà theo tâm. Thì đó gọi là tám minh, tám gọi là bên này là gì đó, bên này gì gọi là thông, thần thông, bên này gọi là thần thông, còn thần thông minh
còn bên đây gọi là biến hóa thông minh. Sư biết gì cơ, biến hóa ra một biến thành nhiều, nhiều biến thành một gì đó, giống như ảo thuật đó, giống như ảo thuật đó. Nhưng mà cái này có chuyện của ngài gì à, ngài gì mà ở trong chùa một mình mà biến ra ngàn người đi quét dọn lau chùi á, ông kia ông tới thầy hoa mắt. Nói trong chùa không còn ai, bây giờ tới còn ngàn người á. Đức Phật bảo cứ nắm ông kéo về đây là tự nhiên mấy ông kia tự động mất hết, gọi là nắm. Ngài Chủ Lạ Bánh Thạc ạ, gọi là cái ông gọi là tiểu đã rơi. Bánh Thạc ạ là đã rơi, đã rơi ngoài đường á. Hai đứa con đều đã rơi, ông đại trước gọi là đài đã rơi, ông sau gọi là tiểu đã rơi. Bánh Thạc ạ là đã trên đường đó, đã dọc đường á, đi đã không tới được bệnh viện, đã dọc đường luôn. Bây giờ có không, ngày nay không có nhiều người vậy nhỉ, gọi là đã rơi. Xin đã rơi đó, đúng rồi. Còn rơi con rớt gì đó. Đây đó, thì không thể học hay do nghe được. Những cái minh này đó, ở minh ở đây, ví dụ mình học xong họ cấp cho mình cái bằng, thì cái đó mình có gọi là mình thông minh. Những cái thông minh đó không thuộc trong Phật giáo. Trong Phật giáo muốn thông minh là phải gì? Phải thực hành. Và thực hành cũng phải là thực hành mà kiểu mà là nhái cốc, mà thực hành phải gì? Theo tuần tự. Thì chắc ở đây mọi người có thể tưởng tượng ra thực hành tuần tự là thực hành như thế nào rồi. Nhưng mà ở đây charana đó cần thực hành tuần tự còn nhiều hơn. Thì hôm nay những người hành thiền hay những người ấy thì qua học cái này đó, qua cái minh hạnh túc của Đức Phật này đó, Vichcha Charana Sampanna, hy vọng rằng là mình có được cái sự thực hành, sau khi học rồi có sự thực hành có kết quả, nó đem lại cái lợi ích thiết thực nhất cho mình trong cái sự thực hành. Cho nên không phải là đi học pháp không đem lại lợi ích trong cái việc pháp hành đâu. Bây giờ đến là để có được tam minh hay bát minh, hay nói chung là để đạt được niết bàn đó, hay là gì muốn thoát, giải thoát khổ đó, không phải là đi nghe hay là đi học hay là ấy là cấp cho cái bằng thoát khổ rồi là thoát khổ, đúng không? Trong Phật giáo là muốn thoát khổ là phải gì? Charana. Mình gọi là thực hành thì không biết sao, nhưng đúng ra đó là cái phương tiện để đưa đến. Thường thường mình muốn đi Mỹ hay đi trong kia thì đi bằng gì? Máy bay. Hoặc là vào Sài Gòn muốn đi bằng gì? Bằng xe máy, xe đạp. Ai muốn đi bộ cũng được, có người đi bộ cũng đi từ đây vào Sài Gòn cũng được. Nhưng muốn đi đến Niết Bàn đi bằng gì? Máy bay được không? Charana. Đi bằng chiếc xe Charana. Charana nó có 15 thứ. Thứ nhất, Charana. Trong kia Vichcha Charana đó. Vichcha Charana Sampanno đấy. Charana có 15. Cái này thì được ngài Ananda thuyết ở trong bài kinh Sekha, trong Majjhima Panasa thì phải. Sekha. Đức Phật ngài Ananda thuyết ở tòa nhà quốc hội của mới xây xong của bên Kapila Vật Thụ đó. Khi mà cái ngài người em cô cầu hay gì đó là xây ngài Mahanama, đức vua Mahanama cũng là bậc thánh nhất lai. Thì khi xây xong cái tòa nhà quốc hội đó thì mời ngài Ananda về chứng minh. Thì ngài thuyết về cái hành tàng này, cái sự thực hành của Đức Phật này. 15. Cái đầu tiên phải thực hành mà để đưa đến Niết Bàn đó là gì? Sila, đúng không? Cái đó đương nhiên là cái đó không thể thiếu được. Sila. Giới. Không phải Phật được muốn lên thành Phật như vậy là ngài cũng thực hành Sila. Sila. Và tại sao vậy? Bởi vì mọi người biết là bây giờ nói về Đức Phật chút rồi mình mới học cái này để mình tăng thêm cái niềm tin. Nói Đức Phật chút cái đã, kể Đức Phật cái đã. Để mọi người tại sao cái Charana này này. Thì mọi người biết là Đức Phật đó, sau khi ngài thành Phật rồi đó, hay là trước khi thành Phật đó, khi rời khỏi cung đó, ở trong cung thì thôi mình khỏi nói rồi, đúng không? Ở trong cung này bởi vì không thiếu thốn cái gì. Từ khi ngài rời khỏi cung rồi ngài gì? Ngài thực hành 6 năm
Dukkaracariya, tức là cái nan hạnh, một cái hạnh rất là khó mà ngài chịu được là do gì? Do ngài thực hành được 10 cái pháp này ngài mới chịu đựng được. Còn cho mình ở một vài bữa có chịu nổi không? Mình là mới ở căn nhà bình thường, ngài ở đâu? Ở trong cung á, ba cung mà ba lâu đài, là mùa nắng thì ở lâu đài này, mùa mưa ở lâu đài khác, rồi mùa lạnh thì ở lâu đài khác. Mình nắng mưa gì cũng ở có cái building này, phải không? Mà ngài lại ra đi như vậy, rồi ngài lại sống ở trong rừng. Rồi sau khi ngài thành Phật rồi, ngài đâu có nghĩ, ngài cũng dù là ai xây cho ngài những cái ngôi chùa hay ngôi biệt thất lớn đi nữa, ngài cũng chỉ là ở một vài thời gian, còn suốt ngày là cứ đi chỗ này chỗ kia để thuyết pháp tế độ. Tại sao ngài đi được? Nhờ cái sự charana, nhờ sự thực hành này. Nếu mình đi ngoài phải đổi xe này xe kia liên tục chứ. Cho nếu mà đi không một thứ làm sao chịu nổi? Thì ngài đổi, ngài có những cái chiếc xe rất là xịn, còn hơn cả mẹ cái đồ nữa. Đó là gì? Nhập định đó là định gì? Định gọi là định từ bi hỷ xả. Khi ngài nhập vào đó rồi, cho nó an toàn, nó mát mẻ lắm. Rồi gì? Ngài quy hà ra, ngài có ba cách sống. Khi mà mọi người cãi nhau ồn ào thì ngài nhập vào cái tòa lâu đài gọi là viễn ly, đi sống mình. Khi nào mà người ta sân hận thì ngài nhập vào tâm từ, gọi là metta quy hà ra, sống với tâm từ. Mọi người nóng nảy mình mát mẻ, mọi người thấy khỏe ra chứ? Quá khỏe chứ. Cho nên Đức Phật cũng vậy, cũng khỏe. Rồi khi mà tâm sân thì ngài là metta, đúng không? Còn bên kia mà mọi người cãi lộn nhau Phật pháp với phi pháp, cái này Phật dạy không phải Phật dạy, cái này là gì đó paramattha hay panyati, cãi nhau vậy thì Đức Phật là quý gì đó, viveka. Còn khi mà chúng sinh tham đắm, ham ăn, ham uống, ham chơi, rồi mở karaoke ồn ngày ồn đêm vậy đó, thì Đức Phật là nhập thiền định, nhập định, không nghe gì cả. Khi ồn ào vậy mà mình có cái phòng mà cách âm mà không nghe gì cả, thấy an lạc không? Ôi quá an lạc. Thì Đức Phật với cái những cái gọi đó là những cái căn phòng hay những tòa lâu đài rất là vững chắc, chứ không phải lâu đài với cái hình tướng xây ra cái nhà mấy tầng mấy tháp để mà gì, để ở đâu. Ngài chỉ nhập vào những cái đỉnh đó, gọi là tâm từ đỉnh, tâm nhẫn nại kham nhập. Đó là nhờ gì? Ngài nhập được là nhờ cái gì? Nhờ 15 cái charana đó. Phải thực hành mới có được, chứ đâu phải là có tiền là xây lên được đâu. Những cái nhập định đó, có tiền mua được không? Không, cũng bố mẹ có giàu nữa không? Không cho được, người thân cũng không cho được. Mà chính gì? Chính nhờ cái charana này, cái phương tiện này mà ngài mới chịu được. Thì không tin nữa đó, thì một hôm đó, Đức Phật đang đi đến một cái xứ gọi là Alawi. Alawi, cái xứ này đó cũng là nằm xa xa trung tâm một chút. Thì cũng là mùa thì mùa nóng, mùa lạnh chứ. Mùa lạnh là bên kia là trời nắng lắm. Mùa lạnh đất thì nó cứng. Trời lạnh đó mọi người biết không? Đi xứ lạnh là đất nó cứng, đi đau ghê lắm. Cây thì chùi lá. Gió thì lớn mà lại lạnh. Như vậy đó thì ngài ngồi dưới gốc cây đó, dọc cái đường đi trâu bò nó đi, rồi đất nó càng gọi Đức Phật thì đâu có đi dép. Hình như trong kinh không, Đức Phật không tốn tiền mua dép. Không thấy kìa. Không Đức Phật không có mang dép, không thấy không? Chỉ có Đức Phật cho phép chư tăng mang, cho Đức Phật chẳng bao giờ mang dép. Trời ơi hạnh phúc nha. Đợi tôi bữa nay mua đôi giày mấy triệu tiếc quá. Một năm, một đời mình xài mấy đôi, hai đôi không? Dạ vậy á. Ôi trời, cái tiền đó mà bỏ lại làm phước thì cũng đâu phải ít nhỉ. Đức Phật không có mang giáp thật, đúng không? Không thấy. Sư để ý lâu nay không thấy Đức Phật không mang giáp. Không bao giờ. Vì cái chân Đức Phật hay lắm. Đức Phật vì tạo parami nó quá lớn cho nên chân ngài bằng, ngài đi là đất tự động nó nâng lên hạ xuống. Trái đất tự động nâng theo cái bàn chân ngài, chứ bàn chân ngài là không cần phải ai làm đường hết. Cái bàn chân ngài bằng mà. Cho nên khi ngài đại xuống là cái đất nào mà nó cao nó tự động nó thấp xuống, nó cúi xuống một chút. Đức Phật đi lại, đi qua rồi thì nó lại lên lại. Đó là cái gọi là bất khả tư nghị là vậy. Thì một hôm ngài đến đó, ngài ngồi bên cái gốc cây đó.
Thì ông thái tử kia ông cũng đi vừa vào đi chơi đó, đi ngang qua thì gặp Phật. Ông thái tử gọi Hatha Wa La Wa Ca thì phải, Hatha La Wa Ca. Thì nói ông gặp Phật rồi ông xuống ông chào nói: "Ô, kính bạch Sa môn Gotama, ngài ngũ nghĩ có được an lạc không?" Gặp là hỏi Đức Phật ngũ nghĩ có được an lạc không, chắc ông này thèm ngủ hay sao. Trong tâm hỏi Đức Phật nói: "Này thái tử, trong những người ngủ nghỉ an lạc thì Như Lai là người ngủ nghỉ an lạc nhất. Hoặc là trong những người ngủ nghỉ mà được an lạc thì trong đó có Như Lai, trong đó có ta là người ngủ an lạc." Thì ông mới nói là: "Nói sao ngài nói vậy, nói hồi nãy nói rồi đó, thấy không? Trời thì lạnh." Ông mô tả như vậy, trời thì lạnh. Cây thì vì Đức Phật ngồi dưới gốc cây, ngồi trên cái lá, ngồi lá thôi, không có quả cụ sướng như mình ngồi đây đâu. Lá trải lá rồi ngài bỏ cái tấm y hai lớp, ngài Ananda trải tấm y hai lớp để Đức Phật ngồi lên trên, thường thường là như vậy, hai lớp ba lớp gì đó. Nói là cây thì nó lại mỏng, y ngài thì nó lần lần mỏng mỏng vậy, rồi đất thì nó cứng, cây không có lá, rồi gió thì thổi như vậy, mà tại sao gọi là ngài có thể ngủ ngon được? Ngài nói ngủ ngon được. Thì Đức Phật mới hỏi là: "Cái này thì để ta hỏi ông, ta hỏi người con, nếu mà con có sao thì trả lời vậy." Nói: "Dạ, để vậy thì ngài hỏi." Thì Đức Phật mới hỏi là: "Những người như ông đó, bây giờ ở trong một cái căn phòng có được xây dựng kín đáo, có nệm ấm chăn êm, có nệm ấm chăn êm, xung quanh là có bốn người vợ vừa đấm vừa bóp vừa xoa gì đó, thôi như vậy đó, sống như vậy thì ông ngủ có ngon không?" Nói là ngủ ngon lắm nhé, vậy thì ngủ rất là an lạc. Ông trả lời. Rồi ngài mới hỏi tiếp: "Nhưng mà cũng những người vợ đó, cũng cái căn phòng đó, nhưng mà trong tâm mình nó bắt đầu tham đắm, nó sinh ra nóng nảy, lo sợ, rồi sân hận, phải không? Có khi đó, khi mà tâm tham, tâm sân với tâm ngã màn, đố kỵ, lo sợ nó sinh lên đó, thì hỏi khi đó ông ngủ an lạc hay ngủ không an lạc? An lạc không? Làm sao an lạc được mà vẫn là căn phòng đó, vẫn là nệm ấm chăn em, vẫn là bốn người vợ. Chắc bên Ấn Độ thời đó bốn vợ hay sao? Hỏi ông tại sao vậy? Ông nói như vậy thì không thể sống ngủ ngon an lạc được." Thì ngài mới nói: "Đúng rồi, còn đối với Như Lai á, ý nói đưa ra Đức Phật ấy, bởi vì tham sân si không còn nữa, không còn lo lắng buồn rầu khóc than nữa, cho nên ở đâu cũng được, đúng không? Cho nên cái an lạc, ngủ an lạc không an lạc tại căn phòng hay là tại thời tiết hay là tại tâm, tại tâm, ý nói Đức Phật là muốn nói như vậy, tại tâm, khi cái tâm mà không còn tham sân si nữa đó, thì dù là ở trên cái đống lá khô hay là dưới gốc cây không còn trùi trơ trùi lá, giữa cái chỗ mà y áo nó còn lạnh như vậy, nhưng mà luôn luôn được an lạc, là ý nói như vậy. Thì tại sao Đức Phật lại có thể chịu đựng được cái đó? Charana, phải có thực hành quá, chẳng ai giỏi gì. Mấy người lên võ đài là có tập quá không? Phải tập ghê lắm chứ, Charana, cho mình nó cũng mạnh khỏe cho lên võ đài. Còn những người hàng ngày trời lạnh này họ ra sông hồng họ bơi đó, họ có tập không? Có chứ, không tập mình ra bơi cái là nó cõng trời cõng tay cõng chân bắt mình ra đó mà nhung sung nước không đã chịu không nổi rồi, đừng có nói bơi qua bơi về. Thì họ làm được như vậy, họ chịu đựng được như vậy, nó do gì? Charana, do thực hành, do luyện tập. Cho nên bây giờ đó, những người con Phật ấy, những mọi người đó muốn mà biết như vậy đó thì phải tập. Mà đối với Phật giáo là phải thực tập theo tuần tự, không phải giống như cái khác mình có thể nhảy cọc được. Sở học mình có thể học nhảy cọc được. Nếu muốn thực hành đến niết bàn phải theo tuần tự. Cái tuần tự đầu nhất đó là gì? Sila, giới sila. Cái đó là cho rồi, sila là giữ gìn. Thì cái này chắc mọi người biết rồi. Bởi vì có nhiều người cứ thấy những câu chuyện, thấy Đức Phật, có người trước khi gặp Phật họ không có giới gì cả, tại sao họ nghe họ chứng được đó? Nhưng đó là những cái bậc trí tuệ họ thường thụ. Giữ giới không có khó hay có lâu gì đâu. Chỉ cần mình phát nguyện cái là nó trong sạch trở lại rồi. Giống cái áo nó dơ mấy dơ, cho mình chỉ cần có ô mô cái gì cho thịt, cho tẩy thịt cứng là nó tẩy. Mình cần dơ một tuần thì mình tẩy một lần thôi. Phải dơ tuần là mình đem một tuần đi tẩy à? Áo quần dơ, nếu mà mình để dơ một tuần hay một năm mình tẩy, mình chỉ cần tẩy gì?
một lần là được rồi, ăn trong cái thuốc tẩy đó chất lượng tới đâu. Với đối với các cái bậc mà kiếp cuối cùng đó, khi mà họ gặp Phật cái rồi là kể từ đó trở đi họ không bao giờ làm nữa, cái giới họ trong sạch như vậy. Còn mình hôm nay nguyện nhưng ngày mai không biết có trong hay không, như vậy thì làm sao mà chứng được. Cho nên đó là trí tuệ mình chưa tới. Chứ nếu mà tới giống như bậc các bậc đó đó, là khi mà gặp Phật rồi là không bao giờ họ quay trở lại làm lui làm tới nữa. Trong cái ân đức Samma Sugato đó sẽ hiểu. Thì hôm nay đó cái xì lạ, cái đầu tiên là gì? Cái đầu tiên phải thực hành là giới. Giới cái đầu tiên. Muốn leo lên những nấc thang cao hơn hay là muốn trèo lên cao hơn nữa thì phải bỏ cái nấc thang đầu tiên này là xì lạ. Đức Phật đưa cái này ra bởi vì ngài muốn tuyên bố cho thế giới rằng, để cho mọi người phân biệt rằng thế nào là một vị Phật thật. Được chưa? Hôm trước mình học hai ân đức đó mình loại được bao nhiêu vị rồi, đúng không? Thế gian nó xứng gì thì xứng. Mình nói là bây giờ mình làm biết rằng, muốn biết có Đức Phật thật hay không, Phật hay không, bây giờ làm sao? Bây giờ mình phải tìm hiểu, học hỏi pháp của Đức Phật. Bởi vì người Đức Phật dạy rằng người nào thấy pháp thì người đó gì? Thấy Phật. Bây giờ mình càng học pháp để biết rằng ồ, Đức Phật là như thế này này. Thì lâu bây giờ mình mới học hai ân đức thứ ba, mình nói ồ, Đức Phật là phải như thế này này. Đúng không? Nhưng có Đức Phật như thế này được, mình muốn biết Phật thì mình phải biết qua pháp thôi. Chứ bây giờ Đức Phật Niết Bàn rồi. Cái Charana này đó, nó không phải bây giờ đâu. Trong kinh sách ghi lại rất nhiều, và những cái bậc hiền triết, những cái bậc gọi là giỏi nhất ngày xưa đó. Hôm trước đó mình học Nam Mô Tassa Bhagavato đó, là cái ông mà Bà La Môn Brahmana Yu rồi ông gì đó, ba bốn ông mà ông vì giáo sư mà nghe Phật thì Phật giả nhiều quá, cho nên ông sợ, cho nên ông cắt học trò, ông đi tới đó, ông dạy cho những cái ấy hết rồi. Tức là bởi vì sao? Đức Phật nói muốn biết người đó mà trong sạch hay không trong sạch, tốt đẹp hay không tốt đẹp là phải gần gũi họ, và gần gũi với người có trí, chứ còn người vô trí gần gũi như không. Và thứ hai, có trí nhưng mà không có chú tâm, không có hướng tâm đến tìm hiểu, thì ở gần họ dù có trí đi nữa mình cũng không biết được họ có trong sạch hay không. Cho nên dạy ông đó, thì ông đó đến ở với Phật 7 tháng. Đức Phật đi trai tăng đâu, Phật tử cũng cho ông cái ghế để ngồi coi Đức Phật đi sao, ngồi sao, ngủ sao, nói chuyện sao, nhập định sao, ăn uống sao, thuyết pháp sao, xem hết đến 7 tháng như vậy. Mình về mình nói lại với vị thầy, nói ồ, Sa môn Gotama ngoài 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là ông biết rõ đó, thì còn ra những cái đức độ như thế này thế kia, thuyết pháp như thế này, rồi tiếp xúc với Phật tử như thế này, rồi đến nhà như thế này, nhập định như thế này, kệ vậy đó. Thì ông kia ông thấy ông hoan hỷ quá, ông sung sướng quá đến nỗi mà vui quá mà trong lòng ngực mình không chứa nổi, nó trào ra đâu? Trào ra miệng. Trào ra mắt. Cái cảm giác á, thì nó trào ra mắt. Còn cái sự sung sướng mà khi nghe được trả lại trào ra miệng thì ông mới chịu không nổi. Ngay khi đó ông mới đọc câu gì? Nam Mô Tassa Bhagavato Samma, ba lần như vậy trào ra. Thì coi gọi là Udana, cái từ đó trong Phật Bali gọi là Udana. Udana gọi là cái sự ở đời gọi là hét lên, ấy lên, gọi là cái đó, phát ra đó, phát ra cái cảm thán, gọi là cảm thán, phát ra. Thì đó là cái đầu tiên là gì? Sì lạ. Thứ hai, Sì La thì biết rồi, đối với Phật tử mình cái thấp nhất là gì? Năm giới, thấp nhất là năm giới, thấp nhất không mà làm không cả đời. Thấp nhất là năm giới, có cái ba giới, bốn giới nghe. Không, nói thấp nhất thôi, còn cái cao khoan nói đã, nói thấp nhất không họ đã sợ rồi. Chắc ở đây ai biết năm giới rồi, cần nói không? Không á, học trước không trước học rồi, không nói nữa. Thứ hai là Indriya. Indriya Sangvara được. Gutta Dwara. Hmm.
À đúng rồi, trời ơi, sư viết chữ tàu hả? Thư pháp, viết thư pháp. Viết lại chứ không viết thư pháp này mọi người. Sau này cũng có tiền mà trả. Đúng không? Sangwara hoặc là Indriya Sangwara. Indriya là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Gutta là dự, Dwara là cái cửa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái tâm đó, thân và... sáu cái pháp làm chủ, sáu cái thần phần có năng lực làm chủ. Gutta là giữ gìn, Dwara là cái cửa, hay là Sangwara là thu thúc, gọi là kiềm chế đó. Indriya là tàu dịch là căn, căn cứ địa đó. Nhưng mà mình là nó làm chủ, giống con trong cây thấy thì anh nào làm chủ? Mắt làm chủ, trong cái nghe, tai, cho nên là họ gọi là căn, căn cứ để nghe, nhưng mà chữ chủ hay hơn. Làm chủ ở cái cửa của nó thôi, nhưng qua bên lỗ tai thì con mắt có làm chủ được không? Không, nó lại là ấy rồi. Thì có cái ví dụ 5 người bạn hay 6 người bạn, đi nhà này thì người bạn này làm chủ, nhưng qua nhà kia thì mấy người bạn kia thành lại khách, còn người bạn mà có căn nhà đó sẽ làm chủ. Tức là chủ nhà thôi chứ không phải là chủ một đất nước. Chủ một cái đất nước đó là Chetana. Còn ở đây là chủ, chủ từng cái pháp như vậy. Đoà ra là cửa. Như vậy là mình giữ gìn. Bởi vì cái này là cũng là một cái sau khi có giới rồi đó. Để mà cái giới này nó trong sạch thì mình phải gì? Phải giữ gìn sáu cái này. Gọi là thu thúc lục căn gì đó. Giữ gìn sáu cái này. Vì mình không giữ gìn sáu cái này thì giới của mình nó khó mà trong sạch được lắm. Cho nên phải là khi nào vào giữ giới vào trong chùa mình mới giữ giữ. Còn ra ngoài cứ muốn nhìn cái gì nhìn, muốn nghe cái gì nghe. Mà phải gì? Giữ ở đây không phải là ngồi nhắm mắt. Bây giờ giữ con mắt là giữ sao? Không phải là nhắm con mắt lại. Mắt thì cứ mở cửa mà đóng lại thôi làm cửa gì? Cứ mở ra. Nhưng mà gì? Sati, dùng thuê một cái anh gác ở đây gác, thay vì ngày mình không nghèo quá thì dễ bị, nhưng mà đoà ra sati luôn là để ý cái gì? Để ý làm sao? Để ý là không phải cấm người ta vào, để ý cấm vào làm sao buôn bán, làm sao mà quán, vào thì cứ vào, nhưng mà để ý làm sao mà cái gì vào thì vào, qua con mắt được, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, vào thì vào, nhưng mà gì? Làm sao để tham tâm không sinh khởi? Rồi sân tâm không sinh khởi ở trên hai đối tượng đó. Cho nên gọi là giữ ở đâu? Giữ ở cái cửa. Chứ nhắm mắt lại rồi thì còn giữ gì nữa? Ý nói vậy là gì? Giữ là không phải là không cho nó thấy, không cho nó nghe, mà làm sao dù trong cái trường hợp nào, trừ khi vào hành thiền thì không nói. Cái này nó nằm trước rồi, cho nên cái này phải hành trước. Cho nên không phải là khi nào vào trong trường thiền hay đến chùa mình mới giữ gìn những cái pháp làm chủ này, giữ nhìn mắt tai mà gì ở đời, dù là làm ăn buôn bán hay cái gì đó, khi tiếp xúc làm sao là gì? Tâm tham đừng có sân sinh lên, rồi tâm sân cũng đừng có sinh lên. Biết là thôi, biết được rồi, bây giờ nó không tham làm sao buôn bán làm ăn. Không sân nữa thì còn hiểu được đúng không? Không tham làm sao đâu có, mình làm ăn buôn bán bằng việc thiền được mà, bằng tâm thiện được mà, tâm tốt đó. Hoặc tham gọi là tham hợp pháp, đừng có tham phi pháp. Bởi vì mình không ngăn thì nó tự tham hợp pháp, thành ra tham gì? Tham phi pháp. Nên như thế này, ví dụ mình làm cái việc gì đó, họ tới họ tặng mình một vài triệu thì ui, nhận gì? Đúng không? Đem cái sổ đỏ đến nhà, đến tặng coi có giữ được không? Đúng không? Thì có một vài triệu thì khó, nhưng mà cho nên nếu mà mình không gì? Mình không gút đạ. Hay mình không sẵn qua ra, không ngay từ đầu. Ngay cái đối tượng nhỏ nhất mà mình ngăn được, cái đối tượng lớn nó không là gì cả. Cho nên gọi là Indriya Utta Dwara. Sau khi để giới được hành trong sạch thì sao tiến lên nữa là giữ gìn cái này. Thì hai cái này nó sẽ bổ sung cho nhau. Bổ sung cho nhau.
Và đặc biệt là không phải khi nào vào trường thiền hay đến chùa hay đi học với India sang qua đi ngoài đường cũng vậy, đi đâu cũng vậy. Nhưng không phải cứ cúi mặt cúi mày đi đâu nhá. Không phải là cứ cúi mặt cúi mày hay là nhắm mắt nhìn giống ngồi thiền ấy. Là ấy đâu mà gì, phải gì? À, giữ cái gì vào thì vào, ngay cái gì đến thì đến. Đi ngoài đường đương nhiên sẽ nhìn cái này cái kia, nghe cái này cái kia. Mình dùng chánh niệm giữ ở đâu? Giữ bên trong. Cái cửa kìa, không thôi hồi nãy nó rồi, nếu không thì cái gì sẽ chạy theo vào. Nhưng anh này nó nằm ở con mắt, nằm ở cửa này, tham này, sân này, si này, rồi ích kỷ đố kỵ nằm ở đây. Mình mở cái là nó chạy theo, nó chạy vào liền. Cho nên mình giữ thì cũng giữ ở đâu? Ngay ở cửa, cho nó vào trong rồi thôi chịu. Cho nên phải biết ở ngay ở đây. Thì khi đó, khi biết mình khéo tác ý rồi đó, thì tâm tham, tâm sân, thay vì nó nổi tâm tham, tâm sân si lên thì mình nổi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả lên. Thì khi đó mình giữ giới cũng dễ, đúng không? Mình hành thiền cũng dễ. Đây là gọi là những cái bước thực hành nó thuộc về giới. Bên này thì giới này giới gì? Giới cấm. Còn giới này là giới nên. Nên thì cũng là giới, cũng là giới. Thêm cái nữa, thứ ba, mà Đức Phật thì tròn đủ, mình làm một phần của Đức Phật được rồi, đúng không? Đừng có đòi tròn đủ hết. Tròn. Sangvara là thu thúc, giữ gìn đó, giữ gìn đó, ngăn ngừa đó. Nghĩa sao được? Việt Nam tàu dịch là thu thúc, thu nó lại như vậy thì cũng được. Cái này phải mình gọi là nó cũng gọi là gì ạ? Hạn chế hay là giữ gìn đó? Giữ gìn thì hay hơn. Sangvara ở đây gọi là chánh niệm đó. Cái ấn mà để sangvara đó chính là sati, sự chú ý, sự để ý. Khi mình có chú ý, có để ý thì nó không vào được. Những tên trộm này nè. Đọc thúc à? Như vậy thì giống như nhắm mắt bịt mũi không được. Cái này thì sang qua ra này thì cũng không. Ở đây gọi là mình giữ gìn hay là cẩn thận, chú ý. Để chánh niệm, cái này là chánh niệm là để ý vào, chú ý vào. Gutta là giữ cửa đó, bảo vệ đó. Mấy cái người gutta đoà ra là giữ ở các cái cửa, chứ không vào trong. Giữ các cái cửa thì nó vào trong là tâm nó tự động nó thay đổi rồi. Cái đó cũng là yoniso manasikara thôi, những gì cả. Thứ ba, bocchana. Mắt tân nhu tà. Bố chana là vật thực. Mắt tân nhu tà là biết đủ, biết trí túc. Biết đủ trong ăn uống. Cái này ai đi hành thiền hay nghe lắm thì về nhà là quên luôn đó. Không được. Mà cái này không phải là lên trước khi ăn là ngồi niệm chú mà ăn, tức là cái này là có cái trí tuệ biết về đầy đủ trong vật thực. Nói cái này mà cũng phải là gọi là phải thực hành à. Nếu mình không thực hành, mình ăn vào mình bệnh tật đau bụng đau ốm thì làm sao mà tu hành để giải thoát được, đúng không? Cho nên nó cũng là một cái điều phải thực hành. Bởi vì có nhiều người bây giờ ăn vào mà mập quá, làm sao ngồi hành thiền, ngồi lên là ngủ thôi. Ngồi cũng bao ngồi chứ. Người mập làm sao ngồi kết già này? Hay ngồi bán già này ngồi không? Cho nên là hoặc là người bị bệnh tiểu đường là do ăn uống. Bây giờ nếu mà không biết cách điều tiết ăn uống đó, thì gì? Thì sẽ sinh ra bệnh tật, cho nên không tu hành để giải thoát được. Cho nên đối với Đức Phật, cái bocchana mắt tân nhu tà cũng rất là quan trọng. Ở đời gọi là có thực mới vực được đạo gì đó. Thì cái đó ở đây là ăn là biết là sao, biết đủ và biết có hợp với mình hay không. Cái đó mình ăn, ví dụ ăn chừng này là đủ rồi thì dừng lại. Và không phải ai đem đến cái gì đến là mình cũng ăn. Nó có hợp với mình, hợp với sức khỏe của mình trong khi đó hay không. Mùa lạnh thì phải ăn cái gì, mùa nóng thì ăn cái gì, trời mưa thì phải ăn cái gì, cái đó mọi người biết rồi. Thì cái đó ít nhất là phải biết. Như hình như thời đại này cái này là ca người rất là nhiều, đúng không? Nào là organic, nào là gì đó, dưỡng thực dưỡng. Nhưng mà rồi khi ăn đó thì Đức Phật có dạy một cái câu thần chú. Đó, khi ăn đó là mình là cái ăn, cái mục đích của việc ăn đó là thứ nhất đó là diệt cái cảm thọ đói khát làm khổ, đang khổ mình, diệt cái thọ cũ đói khát.
Vì mình bất tinh nhu tà này, khi mình người ăn mà có cái sự điều tiết này đó, thứ nhất là gì? Ăn với cái mục đích gì? Là gì? Để diệt cái cảm thọ đói khát cũ. Và thứ hai này đó là để không sinh những cái thọ mới. Ăn không biết đó, thì nó no quá bắt đầu đó. Tưởng ăn rồi nó khỏe, ăn no quá thì sao? Trời ơi nó mệt, một bữa ăn no là thôi không chịu nổi đâu, bụng nó cứ, và ăn không thứ không thích hợp thì ăn vào trong bụng nó sao? Rồi làm sao ngồi thiền? À, cho đó là cái cảm thọ mới sẽ phát sinh lên, đừng có để cái bụng căng quá rồi khó tiêu. Đó là cảm thọ gì? Thọ mới do ăn. Còn cảm thọ cũ mà do không ăn là gì? À, đói. Như vậy để diệt hai cái này, ăn là mục đích chính là vậy. Rồi gì? Và cái khi mà hai cảm thọ này diệt, cái thân mình sẽ nhẹ nhàng an lạc. Pura nancha vedang na hesami na vancha vedanang na upesami yatta same ba wisati anavacha phasu viharo, là không có lỗi lầm. Và khi ăn đó, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, ăn là không phải vì những cái lý do sau, đó là để cho làm đẹp thân mình. Là thân mình như phụ nữ gì đó, cũng không làm cường tráng thân mình như lực sĩ. Patisangka yoniso pindapato parivutoso neva dawaya, là không để vui chơi, không để chơi giỡn. Ném qua ném về, hất qua hất về, ăn neva dawaya. Namadaya là không để vui say. Namandanaya là không phải để làm đẹp. Vipusanaya là không phải để khỏe mạnh như những người lực sĩ. Mấy người mà đi ăn mà để tu hành là không nên có những cái ăn vì những cái lý do đó. Ăn vô đẹp quá, ngày nào cứ ngồi ngắm mình làm sao mà tu. Rồi ăn vào mà nhiều quá giống cái khỏe như lực sĩ đó, đúng không? Ngày nào cứ gồng lên mình ngắm này. Rồi ăn rồi giận như trẻ em hay là đầy thì không được. Cho nên là ăn là gì? Như vậy thì ăn để làm gì? Không, cái đó rồi, còn bây giờ đó là cái đó mình không nhắm đến, là ăn để làm đẹp vậy rồi. Rồi na wa da ya na ma da ya na man da na ya na vi phu sana ya wa de wa imasaka yatsa thitiya. Để là cái thân này được nuôi dưỡng, nó được đứng yên, không thôi nó sẽ nằm rạp. Tức là cái thân thitiya là để cái thân này được bền vững, được bền vững bền chút. Na vihin su paratiya, tức là để cái thân này không cầm mệt mỏi. Và brahmacharya, không để thân này nó được yên ổn và không mệt mỏi. Cái mục đích chính là để hành phạm hành. Để mà cái này không phải là chỉ dạy cho người tu, mà dạy cho tất cả quý vị, ai cũng vậy. Tức là phải biết tri túc, phải biết đủ trong cái việc ăn uống. Khi biết như vậy thì cái sức khỏe của mình nó sẽ tốt, sẽ đưa đến cái sự tu hành nó có kết quả hơn. Thì đây, cái này muốn được là phải thực hành á, chứ không phải là những cái người cư sĩ mình đôi lúc vào trong chùa có cái bài kệ đó, cứ lên thức ăn ra trước mặt rồi thì tu hành thì vừa đói vừa ấy, và đọc xong rồi là không biết cái gì ngon gì ngon, giờ ăn hết rồi, cho nên nó đau bụng rồi chết. Cho nên cái chính là gì? Mình quán ở trong tâm, chứ không phải đọc ở nơi miệng. Bên Myanmar thì y tí sao khuê gì đó. Còn Việt Nam mình là gì? Chấn chấn quán tưởng rằng ta thọ dùng Phật thực không phải để vui đùa, không ham mê vô đồ gì đó. Đọc vậy mà không biết cái gì trong hết rồi, cuối cùng là ăn đói quá. Cơm dọn lên trên bàn đó, mà hành thiền đó là ăn bữa đói bữa no, không ăn chiều nữa. Cho nên đói quá rồi, cứ mong đọc cho mau mà ăn đi. Cho nên ăn vào đáng lại không đau bụng, người bị đau bụng. Lạ, đi tu hay bị đau bụng lắm, đúng không? Ai vào trong chùa tu ai đau bị tiêu chảy lắm. Bởi vì gì? Không có mắt tần nhu tà. Mình chỉ ăn vừa ít được, mà ăn cái gì nó hợp, nó xứng đáng với mình. Chứ hôm đó đói quá, cái gì muốn bỏ vào trong bụng hết thì bụng mình chịu nổi không? Không đâu. Cho nên không phải là ngồi đọc như đọc thần chú, mà cái gì là quán cho đúng, gọi là bố chân á mắt tần nhu tà. Về nhà mình ăn vậy nha. Đây là cái trường hợp mà hay nói rằng khi ăn mà mình biết ngon á thì tâm tham nó sẽ sinh lên. Ăn mà chê dở thì gì? Tâm sân. Ăn mà không biết mình ăn cái gì, không cần biết gì thì gì? Tâm si. Bây giờ để thoát cái đó thì mắt tần nhu tà, ăn với trí tuệ. Mắt tần nhu tà là để thoát khỏi ăn với trí tuệ, ăn với cái sự
quán thế, chứ không cứ ngồi nhai nhai nuốt nhai nhai nuốt rồi là cái thứ mấy rồi? Thứ ba. Đây cũng là một cái sự thực hành mà trước khi đi đến thiền định thiền tuệ, trước khi đến cái này, đây là cái thứ ba. Cái đề thực hành thứ tư mấy giờ rồi? 3:15, 30 phút nữa. Cái thứ tư là gì? Tỉnh thức á. Jagari, Jagari, Jagariya Nu Yoga. Đó là nỗ lực tỉnh thức, tỉnh thức một cách sống, tỉnh thức một cách nỗ lực là cố gắng đó. Anu yoga là nỗ lực cố gắng. Đối với Đức Phật đó, là mọi người biết rồi, Đức Phật là Sampanno. Đức Phật một ngày ngày chỉ ngủ bao nhiêu tiếng? 2 tiếng thôi. Còn đối với cái người yogi của mình đó, chỉ được ngủ 4 tiếng thôi. Người nào ngủ 4 tiếng là Jagariya Nu Yoga. Còn lại bao nhiêu tiếng? 4 tiếng là còn lại 20 tiếng cho ngày có 12 tiếng. Đâu có ngủ chưa? Đối với yogi mà thực hành cái pháp này á, một ngày khi Đức Bồ Tát mà chưa thành Phật á, là ngày chỉ ngủ 4 tiếng thôi. Còn sau khi thành Phật rồi ngày mới ngủ 2 tiếng. Còn trước đó là 4 tiếng thôi. Còn 20 tiếng đó là chỉ đi với ngồi thôi. Lâu lâu đứng thì có, nhưng nằm thì không. Y nói vậy rồi. Jagariya Nu Yoga. Nu Yoga là nỗ lực, quyết tâm. Jagara là tỉnh thức. Muốn tỉnh thức thì đừng có nằm thôi. Nằm mà tỉnh thức khó lắm, đúng không? Mà muốn tỉnh thức thì chỉ có đi với ngồi. Đi với ngồi là chính. Còn đứng chút là mỏi rồi, hoặc là đứng cái gì đó thôi. Đứng nó hay bị lơ đạng nữa, cho nên đi với ngồi thôi. Jagariya Nu Yoga. Anu Yoga là nỗ lực hay là quyết tâm gì đó. Thực ra đó, khi mà mình có giới rồi thực hành rồi có thiền định hay là có ấy đó, cái này nó sẽ hiện rõ lắm. Mình chỉ thực tập ở đâu đó, mình đi nơi thanh vắng, mình thực tập khoảng 1 tuần, 2 tuần hoặc 3 tuần. Đến cái tuần thứ 4 là bắt đầu nó không muốn ngủ rồi. Ngủ cũng mệt rồi, cho nên nó cứ muốn tỉnh thức. Đến khi mình ngủ cũng không được nữa. Cho nên mình không biết điều tiết cho cái tâm mình ngủ thì nó, người đó sẽ hay dễ bị suy nhược này nọ. Cho nên phải có thầy là vậy. Khi nghe thì họ sẽ ngủ phải ăn. Đến nỗi là khi ăn mình cũng không muốn ăn nữa. Tu hành rồi ăn nhai giống nhai đá. Ăn không vào rồi ngủ cũng không được. Vì cái người mình nó tỉnh như sao làm sao ngủ. Cái tâm mình đó, nó trong sáng quá, ngủ không được. Cho nên thực ra mấy cái này phải biết. Cho nên cuối cùng là bị thân bệnh với tâm bệnh. Nếu mà người đó không có khéo điều phục, không khéo thực hành theo tuần tự như thế này, học theo tuần tự như thế này thì nó mới được. Đó là cái sự thực hành thứ mấy rồi? Thứ tư rồi. Và đây bảy pháp của bậc thiền trí nữa. Bảy pháp của bậc thiền trí, không phải bảy của cái, mà bảy pháp. Pháp của bậc thiền trí là bảy pháp nào? Thứ nhất, Saddha. 5 đúng không? Saddha. Đối với đạo thiền trí, để mà thực hành được giới định tuệ đó thì đương nhiên phải có Saddha, đức tin. Đức tin ở đây là tin vào cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật, chứ không phải là tin cái gì, không phải là tin nghiệp và quả của nghiệp đâu. Cái tin này là tin vào, bởi vì mình có tin vào cái trí tuệ toàn giác, biết đúng và khắp, thực hành như thế này, đã trải qua như thế này, mình mới tu hành, mình mới thực tập. Cho nên cái Saddha đây là gì? Tin vào cái trí tuệ biết đúng và khắp tất cả, sắp bên như tân nhà nã đó, trí toàn giác. Hôm trước mình học Samma Sambuddho, sau này học về Buddha sẽ nói lại cái đó, trí tuệ toàn giác. Bởi vì một cái người mà
muốn có cái charana, muốn đi đến Niết Bàn. Charana, charana là phương tiện đi đến Niết Bàn đi, mình dịch vậy đi nhé, phương tiện đạt đến Niết Bàn đi, hay là phương pháp được, nhưng mà cái này là phương pháp, phương tiện, gọi là phương tiện để cho người ta biết. Thì muốn đi đến Niết Bàn thì cái đức tin này gọi là đức tin vào gì? À, trí tuệ toàn giác của Đức Phật, trí tuệ đã giải thoát rồi, tin vào cái này đây này, toàn giác mà cái gì, cái này rồi gì? Là tứ thánh đế đó, Samma Sambuddho đó, Samma Sambuddho đó. Rồi để cho Saddha Sila Indriya Bhojana Jaga này ấy thì sáu là Hiri, bảy là Ottappa, hai cái này đi với nhau, hai cái người nào mà hai pháp này là hai cái pháp mà để mình luôn luôn có giới trong sạch và không làm các việc ác là Hiri, là hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Hi ri. Hi ri. Chữ R của siêu siêu quá. Được chưa? Dạ, được rồi. Thư pháp rồi. Thật sự đi biết thư pháp mà. Đọc không ra là chữ chọn thư pháp. Người mình đúng là điên đạo ha. Chữ đọc không ra thì mua về treo. Thiền kiểu đó thì thua rồi. Cái đó chúng ta ngày trước cái ông nào ông biết chữ rồi, nói thầy biết cho ông, xứng thầy là quen rồi, nói thầy biết cho cái chữ rồi, ông biết chữ rồi, bây giờ nói sao, nó tao không biết chữ thì xấu hổ quá, ông cũng quẹt ngay đó. Trời ơi, chữ của thầy siêu quá. Vậy là cuối cùng thành cái gì? Thành thư pháp. Thì đó, phải là ông, thì ra là ông thầy đó, ông biết chữ. Ông biết chữ, ông đâu dám nói. Ông dạy nhiều người quá, người ta tốt ông lên thầy rồi. Bây giờ tự nhiên hôm đó có cái học trò nào cũng biết chơi các cớ hỏi xin thầy cái chữ về để treo, ông biết trọng quen cái đó. Sau rồi sau này nó trở thành ông tổ của gì, tổ của thư pháp. Cho nên mấy cái người này có trường thành học trò của thư pháp hết là quý hiếm lắm nghe. Thôi đốt đi ông tổ rồi, bây giờ mấy ông này là cháu chắt của thư pháp hết rồi đây. Ottappa là gì? Ghê sợ. Đây là hổ thẹn với chính mình. À, có người do dòng họ, do học thức, do địa vị, do sắc đẹp, họ có thể tự hổ thẹn. Nó người đẹp như mình, ai mà đi chửi người ta? Nó. Ottappa là ghê sợ với người khác, sợ người ta chê. Hiri là tự hổ thẹn. Còn bên kia là ghê sợ với người khác, ghê sợ việc ác đó. Không phải là đi lễ Phật mới đi lần đầu cứ xấu hổ, hổ thẹn, nói cái đó. Cái đây là trong cái việc làm ác, mình hổ thẹn. Ottappa là ghê sợ, là đối với người khác. Cái này cùng tâm nhưng khác đối tượng. Đối. Rồi. Mấy rồi? Bảy, nhưng mà cái này ba pháp rồi, còn bốn pháp nữa đúng không? À, tám là Sutta. Và hu Sutta đó, nghe nhiều. À, cho nên mà muốn thực hành, muốn đạt đến định tuệ đó thì phải nghe pháp. À, chứ không phải đi tu rồi là quên hết việc nghe pháp đâu. À, nghe pháp của Đức Phật đó, nghe giáo pháp. Thì cái này ai đi hành thiền ở bên Myanmar là ngày nào cũng ít nhất là có hai thời thuyết pháp, buổi trưa và buổi chiều, buổi chiều tối đó. Sẽ thuyết pháp thì mình nghe thì nó làm cho tâm mình nó trong sạch trở lại, hoặc là mình tăng thêm đức tin thì mình thực hành đó. Bởi vì pháp của Đức Phật là cứ diệt tham sân si, mình đang tu hành diệt tham sân si, mình nghe, mình hiểu, mình biết những câu chuyện thì tự nhiên là mình tăng lên cái niềm tin thì mình thực tập nó mới có kết quả. Cho còn ngồi mình không nghe pháp nhiều, cuối cùng mình ngồi tâm mình nó nghĩ cái gì nhiều, nó nghĩ những cái gì nó biết. Bây giờ mình nghe pháp nhiều, mình nó nghĩ trong gì? Nghĩ trong cái Sutta này. Mà cái pháp này là pháp gì? Pháp Đức Phật có một vị duy nhất thôi. Giải thoát cái gì? Nói cho đủ, giải thoát tham sân si. Nói giải thoát, biết giải thoát tưởng là ra khỏi cõi người. Đó là đi leo lên trên gì đó, phi thuyền nó bay ra khỏi giải thoát rồi. Không đúng đâu. Giải thoát đó là gì? Giải thoát ở bên trong này, không phải giải thoát ở bên ngoài kia. Ý nói vậy, không phải ai cứu mình, ai cầu đưa mình qua bên kia gọi là giải thoát.
Mà giải thoát đây là vì có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát tham sân si, nói luôn. Cho nên mình nghe pháp đó để nó làm trong sạch lại cái sự thực hành của mình. Bởi mình không nghe pháp thì đương nhiên mình khi mà mình rảnh rỗi ra hoặc là mình cái tâm mình mà không làm ra thì nó sẽ nghĩ theo những cái chuyện gì không. Muốn nghĩ đến pháp có được đâu, phải nghe mới nghĩ được chứ. Bây giờ tâm nó muốn, bây giờ nó đang hành về pháp, nó đang say sưa trong pháp, bây giờ muốn nghĩ về pháp, không học không nghe làm sao nghĩ ra. Cho nên mình học để khi mà nó kẹt lại, bởi vì cái sự thực hành của mình nó phải đợi thời gian, đợi nơi chốn, đợi cái sự nỗ lực parami đó, và đợi cái phước thiện parami, nó phải đủ bốn cái điều bốn cảnh hợp thời đó, bên kia là bốn cảnh không hợp thời đó, gọi là sampatti đó, bốn cái pháp đó thì mới được. Cho nên cái sutta cũng là một cái sự thực hành mà để gì, để đến định và tuệ. Định và tuệ 8 rồi, 9. Nghe pháp ở đây là hôm trước á, hôm qua đó đúng không? Hôm qua thì nói là cả Phật pháp cả thế gian, nhưng mà đây là con đường của Đức Phật, cho nên chỉ nghe pháp ở đâu? Chỉ Phật pháp thôi, chỉ nghe chánh pháp thôi, chứ không nghe những cái pháp khác, không phải là những cái sách mà không có lỗi ở thế gian, như là gì? Như là y học hay là học thuật, mỹ thuật đồ vật đó, không. Cái đó thì nếu mà người đời mình làm ăn thì được. Còn đây đang nói con đường đi đến đâu? Đến tuệ, niết bàn. Đang nói cái này. Đang đi lòng vòng đây chưa đến cái này sau. Thiền tuệ là sau cùng, nãy giờ mình phải thực hành hết tuần tự cái đó. Cho nên bây giờ tại sao mình hành mấy không ra, mình nhảy lên trên đây mình ngồi rồi. Cho nên là về bây giờ làm lại. Đầu tiên là năm giới giờ có chưa? Rồi đúng không? Rồi bây giờ không có, nhưng mà nhớ mình mất rồi thì xin lại, nó dễ giới thì nó dễ, cứ giặt cho sạch, đừng có để cái dơ. Nếu mà nó dơ thì mình không được. Rồi chứ sau năm giới rồi mình giữ gìn nghe bớt, nghe thì làm sao tham sân si cho nó, đừng có sinh lên. Nghe cái gì được? Nghe tiếng chồng, tiếng con, tiếng tivi, tiếng hát, tiếng nhạc, mở tai đó là nghe. Nhưng bây giờ ngày trước nghe thì nỗi sân hay là nỗi tham, bây giờ nghe chỉ là nghe thôi, có tai thì nghe. Khó nhỉ? Cho nên là không phải khó, khó là vì mình không có cái này thiếu security. Thiếu sati, thiếu cái người hộ trì. Cho nên cái chính là mình làm sao cho có sati, bên này sẽ có này, sutta rồi đúng không? Cái gì nữa hả? 1, 2, 3, 4 đức tin, sati, viriya, asuta, sati, sati, có cái sự để ý, chú ý, rồi ghi nhận chánh niệm đó, ghi nhận đối tượng, hay là để ý đối tượng, hay chú ý nơi đối tượng, đừng cho nó hết sati. Sati không? Đúng rồi, sati. Rồi, 10, viriya, cố gắng, tinh tấn. Những cái pháp này mình phải thực hành trước khi đấy. Rồi gì nữa? Pinya 11, trí tuệ. Pinya là trí tuệ, trí tuệ, pinya. Đó là những cái sự thực hành được mười mấy rồi, được 7, 4 là 11 rồi đúng không? Còn thiếu 4 cái nữa. Thì 4 cái này là đây là những cái này xem như là cái phần thực hành trước. Đến đây là bắt đầu tâm nó bắt đầu có vào định rồi đó. Khi người nào thực hành những cái pháp này, đến những, có những cái pháp này nó sinh lên trong mình đó. Cái này nó nằm ở đâu? Từ trên đầu xuống dưới chân thôi nha, chứ không phải ở trong sách, trong tâm tạng đâu. Cái này không phải ở trong tâm tạng.
không phải nằm trên bảng. Nhớ nó nằm ở trong mình, mà không phải là nó có sẵn, mình phải thực tập nó mới lên. Có không phải là có sẵn, muốn bóc là nó ra. Có với cái gì? Có khả năng phát sinh lên. Nếu mình biết cách thực tập, thực hành, thì đó là cho nên thời nào mình xin thọ tâm quy ngũ giới pháp đó, thì những cái này nó tương quan hỗ trợ nhau, và cộng thêm bốn bậc thiền nữa. Rồi tới đây là ngang đây là giới ấy, xong rồi giờ thực tập xong rồi giờ lên đây đỉnh. Ở đây xem như là giới đi, tức là phần sự trước khi mà hành thiền định thiền tuệ đó. Còn tới đây là 12 đúng không? Đề nhất thiền, bậc thiền tầng thiền thứ nhất. 13 là gì? Tầng thiền thứ hai, đề nhị. 14, đệ tam. 15. Đệ tứ thiền. Lên đây lại. Đây là gì? Đây là phần này gọi thuộc về gì? Định đúng không? Ekaggata đó, nhất tâm nó nằm ở đây đó. Thì nói chung là cái này cái chính vẫn là bát chánh đạo, chứ không gì cả, chỉ ở một cái mặt khác thôi. Hiện tại ở mặt khác thôi, phải chưa? Thì mấy cái này cũng là nằm trong bát chánh đạo, cái nằm thuộc về giới này. Hiri Ottapa Nisadda thì hỗ trợ nó rồi, Sutta thì nằm về tư đi. Viriya Sati, đây là Ekaggata, thì cũng là năm cái nhân chính, đó là niệm, Vitakka đó, vân vân, niệm định tuệ. Cái này là Sati, chưa? Cái này là Panya, còn cái này là Viriya, cái này là Saddha, Hiri, Ottapa. Nói chung là cái pháp đó, nó ít lắm, nhưng mà cái tên gọi với chức năng hoạt động của nó đó mới nhiều. Mọi người có thường đi làm việc có hay những người kiêm không? Kiêm cái này, kiêm cái kia đó, cái người giỏi đó, làm nhiều. Ở trong này tinh tấn cũng làm nhiều việc, rồi vì con người mình nó liên quan đến vị trí dạ nhiều, tinh tấn. Thì đây là 15 cái sự thực hành. Muốn có ba cái minh hay 8 cái minh này là không phải là do bố mẹ đưa lại, hay không phải là do học vấn đưa lại, đúng không? Cũng phải là do tuổi tác hay do bạn bè hay do thân bằng quyến thuộc đưa lại. Mà Đức Phật khẳng định cái tam minh này đó, trí tuệ của mình là do gì? Do thực hành những cái pháp này. Ai muốn có ba cái này thì cứ thực hành đầy đủ. Thực hành đến đệ tứ thiền bắt đầu mới ra. Khi qua đệ tứ thiền thì ra hai cái này, được chưa? Hai cái này gọi là Yatha Bhuta Nhana, gọi là trí tuệ thấy biết như thật. Có sao là biết vậy rồi đó. Nhưng mà khi mà có hướng tâm để được thiền tuệ hay không là cả một vấn đề. Cho nên khi đi ngang đây rồi họ có thể dạy một con đường khác. Nếu mà trong tâm vẫn còn là Atta, gọi là linh hồn, hay là đến một cái đấng thượng đế, đấng toàn năng nào đó, thì họ sẽ dạy qua một cái lối khác. Còn lên đây mà Nama Rupa Pariccheda đó, biết về Nama Rupa đó, tâm về và sắc đó, chia hai ra đó. Lên đây mà chia ba ra là thua rồi. Về ngoài danh và sắc ra, tâm và sắc ra còn có linh hồn nữa, thì không có thể thấy được cái danh Nama Rupa trong đó để diệt. Thì đó là vì Đức Phật đã trải qua 15 cái hành này và chứng đắc tam minh hay là tám minh, cho nên gọi là gì? Bậc gì? Vichá Charana Sampanno. Bài pháp của bậc thiền trí thức, thiền trí, sắp đạo. Thì có cái loại bậy của cải của bậc thánh nhân là đúng không? Cũng có bậc thiền trí đó. Thì bậc thánh được, nhưng mà ai có cái này thì ai có trong người thì nó đó là gọi là giống như bậc thánh. Còn bậy cái pháp này là bậc thánh có, mình muốn có thì mình sẽ phải đi thực hành để trở thành một bậc thánh nhân thì nó có thường xuyên. Còn mình
khi vay mượn, mình vay mượn cho nên không phải là bậc thánh thôi, nhưng mà hỏi mình có không? Có, của bậc thiện trí dạy ra thì mình có quyền. Mình là đệ tử của bậc thiện trí thì mình có quyền gì? Thừa hưởng, hưởng đổ thừa đó, hưởng đổ thừa thôi. Còn đổ chính thức là mình phải thực hành sát đam mạ là pháp của bậc thiện trí, mình gọi là chánh pháp á. Sát đam mạ, còn sát đam mạ đà na là có bảy của cải, thì trong này mình chỉ bỏ cái gì, như bỏ giới vào đây này, bỏ giới này, bỏ cái gì đó, bỏ vào cho đủ bảy cái, trong đó vật đi sati về cái gì, vì đi dạ thì phải, bỏ vào là trà gạ là có bố thí, trà gạ, rồi sila, hiri ottapa sadda, thì đó nó có gọi là bảy thứ. Ba cái này, ba cái mình. Tức là họ cũng có tứ thiền đó sư, nhưng mà những pháp nào, những pháp họ đã không thực hành để ra được cái ba kia. Vì cái này là thông hay minh á, thì phải vượt lên nữa, vượt lên bình thường. Tức là nếu mà người nào vào đề tứ thiền, họ quán danh sắc thì họ sẽ diệt được phiền não, thì gọi là diệt phiền não thôi chứ không gọi là minh. Asavakkhaya thì có thể diệt được tùy theo, nếu bậc A-la-hán thì cũng diệt được Asavakkhaya, diệt được cái những cái pháp ngụ ngầm đó, nhưng mà không gọi là thông hay minh, chỉ diệt bình thường thôi. Giống như mình cũng bằng cấp, tôi cũng bằng, nó có bằng đỏ hay bằng vàng hay bằng xanh đó, cũng ra như vậy. Còn Đức Phật ra ngoài diệt ra rồi còn đầy tròn đủ luôn nữa. Cho nên có thể ngang đây, sau khi đệ tứ thiền rồi, hoặc là đệ nhất thiền cũng được, không sao cả, một trong bốn thôi. Vì đây là nói về đức, sự thực hành của Đức Phật để chứng đắc bên kia. Còn mình có thể ngang đây, ngang đây đâu, mình quán về gì đó, nama rupa chẳng hạn, thì có nhiều bậc thỏng đưa đến đây, gọi là, nhưng mà chỉ đưa đến cả ngang này thôi. Còn vichà sau này nó không được, vichà hay binya nó không được. Thì cái bậc nào mà có luyện kia, muốn binya với vichà, tức là thông á, thành thông á, đặc biệt a binya đó, thành thông đó, hay là minh á, thực ra cho nên có bậc thánh A-la-hán gì, bậc A-la-hán, bậc thường. Nhận thường là A-ra-hán là diệt phiền não rồi, chứng đắc A-ra-hán rồi. Còn có những bậc A-ra-hán là tứ tuệ phân tích, thì bậc đó cũng cần phải lên đến đây làm gì, cũng có thể, nhưng mà chưa có cái sự gọi là sutta này nhiều, cái này nhiều, cái này hành nhiều, thì gọi là có được tứ tuệ phân tích. Nhất là những người có học Pali từ đây này, sau này khi mà Đức Phật ra đời thì chứng A-ra-hán là tự động có. Có bốn cái tuệ mà ngữ nghĩa rồi pháp cái này nó giải thích rất là, nên người đó là có gieo duyên từ trước, nó tự động thôi, không cần phải học, không cần. Còn những người mà chưa gieo thì phải, muốn mà có trí tuệ phân tích là phải học. Còn đó, rồi còn những người nào luyện hết cái này rồi lên rồi luyện ra thì cũng là, thì ra là cái này là thành thông, cũng là thành thông được, cũng tam minh được, nhưng mà nó không đầy đủ như Đức Phật thôi. Nhưng mà muốn chứng luôn cả abhinnya đó là gọi là gì, bậc A-ra-hán có đủ lục thông và tam minh, đúng không? Lục thông chứ họ không gọi là bát thông hay lục thông. Lục thông thì trừ cái vipassana nhana asavakkhaya ra thì còn 5-6 cái đó gọi là thành thông. Trừ hai cái này đó, trừ hai cái phiền não đó, cái này lục thông chưa, 6 lục thông. Cái đó là thế gian họ có lục thông, thế gian là lên đệ tứ thiền họ luyện thì ngũ thông, chứ họ có ngũ thông đúng không? Họ thiếu cái thành thông gì vậy? Kết thúc. Hình như cái này không được, cái này không được mà. Nhưng mà không biểu diễn thần thông, không có lộ thần thông. Như vậy họ cũng sáu à? Hình như họ thường thường bên đời họ có ngũ thông thôi mà. Chia là có 6, không phải 8 như này. Chia là có 6, trong đấy là có 5 cái này. Có 5 cái này hả? Hình như họ không chia cái vipassana này phải không? Vậy họ không chia cái chế tô với cái ít đi với mà hai cái này họ gặp lại một thì phải, không biết nè, thôi giặc dối rồi. Thôi sư biết chừng đó, sư dạy chừng đó, hỏi thêm là sư chịu rồi. Thôi chừng đó cũng đủ rồi. Thì đang nói là
Mà trong cái số 2 á, họ có thể chia thành hai. Số 2 là gì, gọi là vì lai kiến minh với cái gì đó, có hai cái cũng chia thành hai được. Thì thôi, muốn chia bao nhiêu chia, nhưng mà ở đây trong này dạy gọi là tam minh và 15 đức hạnh, cái đó là chính. Tam minh này để gì? Để đối lại với cái tam minh trong trong Bà La Môn. Trong Bà La Môn họ có tam minh, gọi là cái người nào học thông về ba cái bộ Vệ Đà đó. Ba cái bộ Vệ Đà bên Bà La Môn là toàn là những bài kệ rất là dài, ca ngợi về chư thiên, cách cúng tế, rồi đầy đủ các môn học ở đời, nào là bốc thuốc, bói toán, rồi là chính trị xã hội, dạy trong 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 ba bộ Vệ Đà đó hết. Thì ngày xưa mà ai đọc thuộc, học thuộc, thông thuộc cái đó gọi là Tê Vít Chô, là bậc tam minh. Nhưng mà khi ra đời thì Đức Phật định nghĩa là cái minh mà mình học giống như kiểu mà đọc nhớ như nhớ vẹt ra học, cái đó không phải. Trong Phật giáo, trong Phật giáo muốn có được tam minh thì gì? Thực hành, phải sự thực hành. Và cho nên đối với Phật giáo là nhấn mạnh về sự thực hành. Và khi thực hành như vậy thì nó sẽ, cái minh của Đức Phật đó là không phải tự nhiên mà nó có nha, nhớ nghe. Có tam minh này là tự nhiên. Đức Phật phải trải qua bao nhiêu ạ? 4 A tăng ký, 100.000 đại kiếp, và thực hành những cái như thế này. Mà 10 parami thì ai biết rồi, nhưng cái sự thực hành tuần tự như thế này đó thì cũng phải trải qua như vậy mới chứng đắc được tam minh. Như vậy thì mình thấy là để thành một vị Phật thật đó, bây giờ mình được may mắn, được gặp, được nương tựa, được trở về quy y, hay được hàng ngày được học giáo pháp của cái vị mà như thế này đó, mọi người thấy hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Cho nên khi mình niệm ân đức Phật á, cái ân đức mà Vichara Charana Sampanno này, mình cứ nghĩ đến 10 cái 5 cái sự thực hành này không thôi, chưa kể đến 3 cái kia, tròn đủ không, mình đã thấy gì? Thấy hạnh phúc rồi, thấy là niệm như vậy. Mình cứ nghĩ như vậy, niệm miệng thì niệm Vichara Charana Sampanno, nhưng mà trong tâm thì sao? Luôn luôn có những cái sự thực hành ân đức như vậy thì mình thấy mình sẽ gần Phật hơn. Bởi vì khi đó mình thấy được cái gì? Thấy được cái đức độ. Cái này gọi là, ở đời mình gọi là cái trình độ thôi, đúng không? Ai ví dụ anh nói tôi trình độ tiến sĩ, thạc sĩ thì mình biết phải qua cái gì? Bây giờ trình độ Phật thì phải qua cái gì? Thì qua những cái này thì đúng rồi. Chứ bây giờ hỏi những vị Phật nào mà có qua cái này thì mình chấp nhận được, có như vượt qua được. Như vậy mình học được ba ân đức không thôi là mình loại biết bao nhiêu cái người Phật mà xưng lên mà gì? Không thấy có cái gì trong đó cả. Thì mình quý y nương nhờ một cái vật như vậy đó. Có như vậy thì mình sẽ thấy rằng có Phật thật trên đời, chứ không phải là Phật trong sách vở hay do người khác mô tả. Có Phật thật, và Đức Phật này không phải là trên trời rớt xuống, cũng phải là do một đấng nào đó ban, là ông là Phật đó. Đức Phật mình phải là do người khác ban, đúng không? Hay là ai đó họ tôn xưng lên, họ công nhận lên, mà cái này từ Đức Phật thực hành đã trải qua rồi và dạy lại, và Ngài đã khẳng định lại. Bây giờ muốn biết Đức Phật có thật hay không thì mình cứ học giáo pháp đi. Học giáo pháp thì mình sẽ có thật. Chứ còn bây giờ nghe người khác nói ai thì xứng Phật được, ai được. Nhưng mà thì Đức Phật dạy ai thấy Phật, ai thấy pháp thì người đó thấy Phật, ai thấy Phật thì thấy pháp. Bây giờ mình nói mình hiểu Phật thì mình sẽ hiểu pháp. Mình hiểu pháp thì mình hiểu Phật, mình gần pháp thì mình sẽ gần Phật. Cho nên muốn gần Đức Phật là không phải là làm cái tượng. Bởi vì khi mà mình nó phải là gì mình niệm là Arahang Samma Samvichara Sambano là trong đầu mình là có cái tượng kỷ lục ở nước nào, cái tượng nước nào, cái tượng đó nó có trái trở gì mình cho được đâu, phải không? Bây giờ mọi người cứ niệm Phật mà cứ nghĩ tượng đó bằng ngọc bích, cái tượng đó bằng ruby, tượng đó bằng, tâm mình có an lạc không? Không nghe. Nhưng mà mình niệm có những cái ân đức này, mình học, mình hiểu biết cái sự thực tập, mình có thực tập một ít, đúng không? Bây giờ mình có thực tập giới rồi, còn có thực tập gì? Chắc ba cái giữa chắc chưa đâu, bây giờ mình hôm nay biết rồi về thực tập đi nha. Rồi chứ có đức tin rồi, có hộ sở hộ đàn, lâu nay có học sutta rồi, sati viriya bên nhà là bây giờ mình có sơ sơ rồi, ngay ít ít vậy không là mình đã hài lòng rồi, một bậc mà có tròn đủ những cái này nữa. Mình cứ hiểu biết như vậy đi thì sao? Tâm mình nó rất là an lạc, tức là niệm Phật, ân đức Phật với trí tuệ chứ không phải với niềm tin nữa. Bởi vì mình lấy niềm tin, mình thấy cái tượng này đạt kỷ lục Guinness, cái tượng này đạt kỷ lục gì đó, mình
à, mình niệm. Trong đầu mình hay nhớ cái đó đúng không? Lâu nay mình niệm Arahant Samma Sambuddho là cứ nghĩ cái tượng Phật hay cái bảo tháp nào đó hay cái chùa nào đó. Thì đôi lúc tâm mình nó cũng cũng vui vui. Nhưng mà gì? Nó không có bền vững. Nó không có vững chắc. Bằng cách gì? Niệm ân Đức Phật mà có gì? À, có cái sự hiểu biết, có trí tuệ ở trong, trong tâm. Thì sau khi mình học như vậy rồi đó, thì hy vọng rằng là à, quý vị hàng ngày niệm ân Đức Phật thì có được à, những cái đức, mình gọi là đức, nhưng mà thực ra đúng là phải gọi là những cái công, cái mình gọi là giống làm sao để công nhận Đức Phật đó. Cái này gọi là cái sự công nhận rằng có một Đức Phật là phải như vậy. Thì cái này ở đây gọi là gì? Trình độ hả? Không phải. Năng lực, à, những cái tiêu chí, những cái năng lực như vậy. À, năng lực như vậy, những tiêu chí, những người có năng lực như vậy, có tiêu chí như vậy thì sẽ còn bằng cấp hay không là không quan trọng, bằng là năng lực. Thì những cái năng lực hay những cái đức độ như thế này thì đó là một cái vị Phật xứng đáng để gì? Để mình tưởng nhớ, mình nhớ niệm. Chứ mình nhớ cái ngôi tượng hay là cái ngôi chùa hay là cái gì đó thì nó không có, không có bền vững, không đem lại cái sự an lạc ở trong tâm mình. Và mình nhớ rồi, mình thực hành theo. À, thực hành theo. Bởi vì thực ra cái quan trọng vẫn là đức tin. Nhưng mà đức tin này bây giờ gì? Được cái gì nó soi lại? À, trí tuệ nó sẽ làm cho đức tin trong sáng, gọi là Đức Phật gọi là trí tuệ nó sẽ gột rửa đức tin. Và ngược lại, đức tin nó làm cho trí tuệ trong sáng lên. Bởi vì mình trí tuệ mà mình thiếu đức tin rồi mình cứ suy diễn thì nó sẽ cũng đưa đến sai lạc, gọi là tà kiến. Cho nên hai cái này đó, lâu nay đức tin mình thì có dư rồi. Đức tin mình dư quá rồi, chứ bây giờ là gì? Kéo nó xuống, đem trí tuệ ra soi lại. Dư chỗ nào cắt bỏ, ung thư mà. Cắt bỏ thôi, đúng không? Dư, dư là ung thư rồi. Cắt bỏ để cho nó tròn vẹn lại. Đối với Đức Phật thì Vichcha Sampanno Charana cũng Sampanno. Chứ không phải Vichcha thì Sampanno mà Charana thì không Sampanno. Cho nên cả hai cái đều Sampanno, cho nên kết hợp lại là gì? Vichcha Charana Sampanno. Thì đó, đó là đối với Vichcha thì Đức Phật là không có cái gì giới hạn về cái sự hiểu biết diệt phiền não cũng không giới hạn. Đối với Charana, cái sự thực hành của Đức Phật vậy. Cho nên Ngài mới trải qua 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, cũng như trải qua 45 năm rất là khổ sở ở kiếp người, mà vì chúng sinh vậy mà Ngài không bao giờ than cả. Bao giờ than cả. Lâu lâu Ngài đau lưng quá, Ngài nói Sariputta như lại đau lưng quá, đề nghị chút cho nó thẳng lưng ra. Vậy là Ngài Sariputta thay Đức Phật thuyết. Thay Đức Phật thuyết. Đức Phật là bị cái bệnh đau lưng. Ngài ngồi cả đêm cả ngày vậy mà sao không đau được. Biển sẵn rồi, cho nên đến cái đoàn khoảng là mấy giờ sáng đó, được khi đó chưa tăng là 10 giờ hơn đó, thì Ngài nói để Ngài chỉ nằm nghiêng chút thôi. Nằm nghiêng cho nó tẩy lưng rồi là Ngài. Chứ không bao giờ nằm đặt lưng xuống xuống chiếu. Ngài hay nằm, mọi người thấy cái tượng Phật hay nằm phải không? À, nằm nghiêng về bên phải. Nằm nghiêng về bên phải cái rồi là Ngài dậy rồi Ngài thuyết tiếp. À, thuyết tiếp là vì khi đó chưa tăng là càng về đêm thì nó càng thanh vắng rồi. Chư Tăng khi đó có định tâm đó. Không phải là Đức Phật là phải thuyết, là thuyết pháp theo tuần tự. Chứ không phải vào cái là đây là khổ, đây là nhân sinh khổ nên ai mà hiểu được. Phải thuyết là gọi là khi nào mà biết rằng cái tâm mình có đức tin phát sinh lên, rồi có cái sự gọi là phấn chấn, rồi có cái sự mềm mại, tức là cái tâm làm cho tâm mình mềm đã. Rồi cái thứ tư nữa là có cái sự chịu đựng. Khi nào chịu đựng được sự thật thì Đức Phật mới bỏ sự thật vào, gọi là chấp túc căn xạ, là cái pháp sau cùng. Chứ không phải là gặp ai cái là ô khổ đó, vô thường, thấy chạy mất rồi đâu nữa ngồi thuyết. Tức là cái tâm đó phải trải, cái tâm đó phải trải qua 4 giai đoạn, được chưa? Thứ nhất là nó trong sáng, là đức tin nó tăng lên. Thứ hai nữa đó là nó mềm ra. Nó mềm đó, cái tâm nó mềm đó. Mọi người có cái thế nào thấy tâm mình nó cứng chưa? Cái tâm sân nó cứng lắm, không nghe ai, cứng mà đến nỗi cái cổ mình nó cứng theo luôn. Đó là tâm cứng, cho nên khi nghe pháp hoa nỉ tâm mềm ra, thì Đức Phật mới thuyết về tứ thánh đế. Cho nên cái tứ thánh đế phải thuyết sau cùng. Cho nên ai muốn ngồi giác ngộ phải ngồi lâu lâu á, còn mà ngồi mau là Đức Phật mới thuyết chừng đó hoan hỷ bỏ về rồi là không giác ngộ. Vậy chờ, cho đến khi vậy đó, thì hôm nay đó, sau khi học ở Vichcha Charana Sampanna rồi đó, thì mọi người về
thêm được một ân đức nữa, tiến lên nữa, niềm ân đức để tăng trưởng thêm đức tin. Và không, đừng có nghĩ rằng là niềm ân đức Phật hay nhớ nghĩ đến ân đức Phật là không có kết quả lớn lao đâu. Đây là cái pháp hành cao thượng mà các bậc thầy tổ dạy rồi, là chỉ có đi con đường đúng thôi, hành cái này không bao giờ sợ sai. Tâm mình không bao giờ, nói như người đời là không bao giờ niềm ân đức Phật, là không bao giờ sợ tẩu hóa nhập ma, chỉ đưa lại đến thiện pháp thôi. Còn mình hành hơi thở, hành cái này cái kia đó, 10 đề mục ca sinh na hay các đề mục bất tịnh đó, nó dễ đưa đến tẩu hóa nhập ma vì mình sợ hãi cái này nọ. Còn niềm ân đức Phật là chỉ có phát sinh thiện pháp. Và thời Đức Phật đó có nhiều người niệm ân đức Phật, rồi nhờ cái sự phấn chấn hoan hỷ, rồi an lạc, rồi nhất tâm đó, rồi cũng chứng đắc được bậc thánh nhân và đến bậc thánh A-la-hán cao thượng, cũng nhờ cái gì, cái sự hoan hỷ, rồi lấy cái tâm hoan hỷ đó quán thiền tuệ thì cũng chứng đắc. Thì sư mong rằng là qua những cái buổi học ân đức Phật này đó, thì chúng ta, trong đó có cả sư nữa, chẳng phải quý vị không, đừng để sư lại nhé. Thì chúng ta rồi cùng nhau niệm ân đức Phật hàng ngày để thứ nhất là tri ân nhớ ơn Đức Phật, rồi mình thấy rằng là mình được có cái duyên lành Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó, được sinh làm người là một điều khó, rồi được nghe chánh pháp của Đức Phật là một điều cực kỳ khó, vô cùng là khó. Đức Phật gọi là trị đun là vã, nghe chánh pháp là khó nhất. Cho nên hôm nay mình tâm niệm, còn những điều khó sau sư không nói nữa, nhưng mà mình tâm niệm là những cái điều này mình được rồi, thì cố gắng hàng ngày thực tập, ngoài những cái phần sự làm vợ, làm con, làm chồng, làm người con trong xã hội đó, thì chúng ta làm phần sự của người con Phật nữa, rồi cùng thực tập để mà vượt qua được cái bể khổ và chứng ngộ Niết Bàn. Nghĩ cho có ai hỏi gì không? Hay là nghỉ chập rồi học thêm hiệp nữa? Dạ, có những sư là cái 15 cái charana này là đối với Đức Phật. Đối với vị A-la-hán thì... Bậc nào vậy? Đối với người cư sĩ vậy cũng thực tập qua ít nhất là 11 cái đầu. Còn 4 cái đề nhất, đề nhì, đề tam, đề tứ thiền đấy đó. Những ai mà muốn qua đến tam minh đó, đạt được tam minh hay thần thông đó, thì phải qua hết 15 cái. Còn đối với người bình thường thì thực tập, thực ra trong sinh tử luân hồi mình có thể thực tập hết rồi, nhưng mà nó không trở thành cái sampanno hay là đầy đủ hay là có năng lực thôi. Chứ còn nếu một cái người mà thực tập ấy có thể nó chưa đến 4 cái thiền này, nhưng mà cái sự nhất tâm cần định đó thì nó phải có, thì đó là người đó chỉ diệt phiền não. Còn những bậc thánh A-la-hán mà bình thường thì cũng cần đến 4 cái thiền này, nhưng mà những cái trước đều có hết. Còn những bậc thánh A-la-hán nào mà có lục thông thì đương nhiên phải trải qua 15 cái hạnh này, nhưng mà không tròn đủ như Đức Phật, không tròn đủ, không có đi đến cùng như Đức Phật, tức là họ hành vừa đủ thôi chứ không có tròn vẹn hết, cho nên là không perfect, không có sampanno. Thì Pathamacchana không có Pali nè, sao đến đó ghi tiếng Việt hay vậy? Pathama phải thực ra là có 5, nếu mà cái người nào cái trí tuệ đây, vì Đức Phật là cái bậc đại trí tuệ cho nên chỉ cần 4 thôi, vì cái thiền thứ nhất dịch luôn được cả vitaka vichara. Chứ còn mình á, nếu là cái bậc bình thường là phải 5, mà người có 5, người mà tu hành qua 5 đề thiền thì khó mà luyện thành thông, bởi vì không có thuần thục được. Người phải có trí tuệ siêu lắm mới diệt được một lần cả 2 pháp, đó là gì? Vitaka vichara là cái sự tư duy và sự suy xét. Cho nên là Pathamacchana, Pathamacchana là thiền. Nếu qua thiền thứ nhất mà chứng bậc nhập lưu thì gọi là Pathamacchana Sotapanna. Nếu mà cái người đó bậc nhập lưu, Sotapanna là bậc nhập lưu đệ nhất thiền. Con người bình thường không qua cái này là bậc Sotapanna thôi. 13 là Duttiyacchana. Duttiyacchana
chữ chà na ở dịch là thiền, không biết mình chữ thiền trong Phật giáo là nghĩ gì, nghĩ chữ gì, thiền nghĩa là gì không biết. Sau này học mình học chữ chà na này, rồi bhavana này, rồi cầm mắt thà na này, nó có những cái chữ 14 là tạ ti giác chà na. À, không cần sự ý nó cái nghĩa đốt cháy hả? Thiền na là chà na đó. Vâng, thiền na là chà na, nhưng mà con nghĩ là họ dịch từ tiếng Hán ra là... Không, thiền na là phiên âm, còn chữ thiền là chắc chữ riêng là chữ Hán, còn thêm chữ chà na này, chữ zen là chatuttha chà na, chatuttha. Chợ tụ hai chữ tê nghe, chợ tụ thư pháp rồi á, đây này nó thấp quá. Chợ tụ thật chà na, đây là xì lạ samadhi. Hay là gì? Bên nhà. Thì cũng là gì? Giới, định và tuệ thôi. Thì pháp hành của Đức Phật chừng đó, lui tới chừng đó. Ba cái rộng ra thì bát chánh đạo, rộng ra nữa thì 15 hạnh và gì đó, 8 mín. Muốn dạy rộng bao nhiêu thì rộng. Chính anh Đức Phật mà học chính chủ nhật là hơn 2 tháng. Về mới còn nhớ ông ấy trả lại cho sư hết Đức Phật bạn nè. Ghi rồi đấy sư, xong rồi lại về chép lại. Anh nhớ không? Nhớ trong sách ạ. Hay rồi, anh nhớ chứ nó không mang. Nhớ không mang. Cái này xong rồi chép ra vở, xong rồi cắm vào tai nghe. Cũng ghê. Cũng biết là người được tâm trí nhớ được bao nhiêu. Cũng ghê, cũng ghê, cũng ghê. Con nhưng mà con đang học về đây đi học thêm không, có học nữa không? Con có chơi hả? Có hả? Buổi của sư quý còn hơn vàng nữa. Được ngồi đây có vàng cũng không mua được mà. Thôi nói vậy có như vậy đó thì mình thấy được và đây là cái Phật giáo là ở chỗ này, chứ mà là chùa chiền này là cơ sở. Là cái này mọi người cùng đi học cùng, đây là cái điều mình cúng dường rất là cao thượng nhất, bởi vì mình đang học đây gọi là bhavana hành thiền, nó ngồi học đây là hành thiền. Hiện nay giờ mình cúng dường tham sân si, ngay sư nói ai đổi giận không? Không thì đó cũng là hành thiền. Hiện nay giờ mình cái đối tượng của mình đây là thiền vipassana, vì thiền là bhavana. Bà Văn Nga có nghĩa là phát triển giới định tuệ. Phát triển định tuệ đó là chính. Giới thì mình làm xong rồi. Thì đến đây thì ai cũng là có giới trong thật rồi. Nãy giờ thì ai sắp sinh tồn đọc bài lên giới định tuệ của các chất tay đó, đúng không? Nên nó trong sạch rồi. Thì nghe thì đừng nghe nãy giờ mình nghe pháp không? Cũng không bị cái gì xem nữa. Cái sự đó của Bà Văn Nga. Bà Văn Nga có nghĩa là Bà Văn Nga có nghĩa là phát triển, làm cho tăng trưởng, làm cho phát triển. Phát triển cái gì? Đó là bát chánh đạo. Cái đó gọi là bào hòa. Trong bào hòa thì nó có được hai cái giới định là chính. Đấy, định giới tuệ là chính. Cho nên anh chị cũng vậy. Thôi, không ai hỏi thì ngủ hồi giờ lắm. Về 4 giờ đây. Bây giờ ăn làm sao để đừng có tham sân si kìa. Tiền ăn. Ăn
nước được đâu. Còn ăn là cái mục đích ăn của mình rồi, mình biết cái tình đã ăn rồi, ăn rồi mình kinh đã ăn rồi. Đó là cái tình tiền. Là họ đã thế là nói qua rồi, vừa đọc xong nó ăn cũng cần để ý cái nào nên ăn, cái nào không nên ăn. Thế nên là vô chân á, mặt chân là biết cái này có hợp với mình không, biết ăn từ nào rồi. Nhất là mà cái ăn buffet đó, buffet cũng là cái ăn buffet là phải biết để ý kiếm á. Với cái ăn buffet là ai nhất là biết vừa cùng mình ăn được đó. Rồi chỗ á mình vô ra nó ăn rồi đổ rồi dư đổ. Cái đó là cũng là một cái giới hạn đó, là cái đó. Cho nên người phương Tây người ta bao giờ người ta ăn vừa đủ. Thì đó là cho nên Bocchana Mattanyuta cũng là một trong những cái pháp mà để gọi là để hỗ trợ cái sự mà chứng đắc thiền và tuệ, định và tuệ. Chứ không phải là đừng cứ nghĩ là ăn gì được rồi ăn sao được đâu. Nếu mình ăn như vậy thì cái sự thực hành nó không có căn bản. Căn bản vẫn là cứ từ giới rồi thu thúc rồi biết ăn rồi biết ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc rồi đi lên. Nếu mà mọi người thực hành tuần tự như này thì định tâm nó sẽ phát sinh ra rất là dễ chứ không gì cả. Còn nếu mình cứ cố gắng mà không theo tuần tự thì nó mất thời gian mà nó không có ra gì. Cho nên cố gắng. Bây giờ sau này mình biết cái hành đó rồi đó thì về thực tập coi được Phật nói đúng hay sai, đúng thì nói ồ Phật hay quá. Rồi thôi, đại tâm từ hồi hướng 4 giờ. Sabbe sata. Sabbe sata. Sabbe pana. Sabbe pana. Sabbe buddha. Sabbe bhogala. Sabbe atabhava. Sabbe atabhava. Pariyapanna. Pariyapanna. Sabba ithiyo. Sabba ithiyo. Sabbe burisa. Sabbe burisa. Sabbe ariya. Sabbe ariya. Sabbe anariya. Sabbe deva. Sabbe deva. Sabbe manusa. Sabbe manusa. Sabbe vinipatika. Sabbe vinipatika. Avera hontu. Avera hontu. Abhya pacha hontu. Abhya pacha hontu. Aniga hontu. Sukhi atanam. Sukhi atanam. Pariharanto. Pariharanto. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakkhaya. Asavakkhaya. Vaham hotu. Vaham hotu. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Nguyện những phước thiện mà chúng con đã làm sẽ là nhân lành, sẽ là duyên tốt dẫn dắt chúng con đến chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Chúng con xin hồi hướng những phần phước thiện, chắp tay lễ bái, trai tăng cúng dường, hộ độ phục vụ, phước thiện học kinh, dạy kinh học kinh, dạy pháp học pháp, học ân đức Phật, thuyết pháp mà chúng con đã làm đến tất cả chúng sinh, nhất là chư thiên, Đức Vua Trời Sakka, chư thiên cõi tam thập tam,
chư tứ đại thiên vương, chư thiên cõi tứ đại thiên vương, đức chúa địa ngục vua Gia Ma, chư thiên hộ trì mỗi chúng con, chư thiên hộ trì nhà cửa công ty, chư thiên hộ trì cơ quan trường học, chư thiên hộ trì đường xá phố phường, chư thiên hộ trì thủ đô Hà Nội, chư thiên hộ trì đất nước Việt Nam, chư thiên hộ trì quả địa cầu này, chư thiên hộ trì Phật giáo, nhất là chư thiên hộ trì tòa nhà nem này, ngưỡng mong các ngài hoan hỷ những phần phước này rồi, được an lạc lâu dài, và ngưỡng mong các ngài mách bảo đến cho các bậc ân nhân đã quá vạn của chúng con, nhất là cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, nội ngoại hai bên, đến nơi đây hoan hỷ những phần phước này rồi, được thoát khỏi mọi cảnh khổ, được tái sinh cảnh giới an lành, hưởng mọi sự an lạc cao quý, và cầu xin tất cả quý vị hộ trì cho tất cả chúng con, cũng như thân bằng quyến thuộc, bè bạn hiền tiền của chúng con, để ngăn ngừa và tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc, hạnh phúc cõi người, hạnh phúc cõi trời, và hạnh phúc cao thượng niết bàn, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và tật bệnh thảy đều tiêu tan. Lần thứ nhì, lần thứ ba, xin tất cả quý vị hoan hỷ phước thiện này, đồng đều nhau cả thảy. Sa đu sa đu sa đu. Bồ Đà Sa San Năng ba lần. Bồ Đà Sa San Năng Di Răng Tê Ta Tu. Bồ Đà Sa San Năng Di Răng Tê Ta Tu. Bồ Đà Sa San Năng Di Răng Tê Ta Tu. Sa đu sa đu sa đu. Thế còn cái Asawa ở đâu? Thế còn cái Asawa ở đâu? Khai gia là hết, còn Asawa là hết. Đâu, Asawa đâu?